Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Lương Duy nhé. Nhưng lần này không phải là bộ ba thầy Tam thầy Tứ và lão Quyết Thọt. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện riêng lẻ. Quý thính giả nào yêu thích thầy Tam thầy Tứ thì chúng ta đợi những lần phát sóng tới nha. Thì đã lên lịch truyện của thầy Tam thầy Tứ rồi, khi nào có lịch cụ thể hơn thì Thi sẽ thông báo cho quý thính giả để tiện theo dõi. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Lương Duy, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sống. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Vợ Quỷ và Đứa Con Câm Nhà Lý Trưởng, tác giả Lương Duy. Hôm nay, lão Lý Trưởng Hào tổ chức cưới vợ, một sự kiện gây xôn xao làng Vũ Hạ, một vùng quê nghèo ở phía nam sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định. Từ ngày bọn thực dân Pháp xuất hiện ở nơi đây, vị thế của lão Lý Trưởng Hào ngày được nâng lên với vai trò là một kẻ tay sai cho giặc. Trong phong trào Cần Vương mà cụ Tôn Thất Thuyết thay mặt cho vua Hàm Nghi phát động, đã có rất nhiều người của làng Vũ Hạ này ra đi đầu quân cho cụ Phan Đình Phùng hay cụ Hoàng Hoa Thám. Cho đến khi các cuộc khởi nghĩa thất bại, những người làng Vũ Hạ năm xưa trở về với cố hương, tưởng rằng có thể tránh được một kiếp bình đau. Thế nhưng lão Lý Trưởng Hào lại đứng sau chỉ điểm cho Tây, và cuối cùng giấc mơ trở về với cố hương của những người kia lại là những giấc mơ chết. Và chính nhờ có thế nên trong mắt bọn Tây cướp nước, lão Lý Trưởng Hào đúng là một con chó trung thành với chủ, nên chúng nó cho lão nhiều đặc quyền đặc lợi ruộng lúa, người làm cho lão không một người trong làng Vũ Hạ này có thể thống kê nổi. Lão cưới người vợ này là lần thứ tư, ngoài bà cả là bố mẹ sắp đặt vốn là con gái của một ông quan tri huyện về hưu, còn bà hai, bà ba tất cả đều là do hắn cướp, mà tất cả đều là những vụ cướp liên quan đến nợ nần. Bà hai, bà ba vốn là những người đàn bà có nhan sắc, được nhiều mối lái đánh tiếng. Thế nhưng nhà các bà nghèo quá, bố mẹ các bà chỉ là những tá điền, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm thuê cút mướn. Thế rồi cái năm ấy mất mùa, lại đến nhà lão Lý Trưởng Hào để vay. Đến kỳ siết nợ, bọn họ không có tiền nên đành phải gả con gái cho gán nợ. Bà cả mặc dù là tiểu thư con quan tri huyện, nhưng ở với lão ngót chục năm, chỉ sinh được hai cô con gái. Đối với việc lão đi lấy vợ hai vợ ba, mặc dù trong lòng không vui, nhưng bà cả cũng đành phải chấp nhận, vì một lý do rất chính đáng. Đó là kiếm một thằng con trai để sau này hương hỏa cho dòng họ nhà Lý Trưởng Hào. Thế nhưng chẳng hiểu như thế nào, đến thời điểm hiện tại, cả bà hai và bà ba nhà Lý Trưởng cũng sồn sồn mỗi người đẻ ra chỉ toàn là con gái. Đến bà thứ tư này, tên thật là Bưởi. Nói là bà, nhưng Bưởi năm nay mới chỉ ngoài 20. Vốn là một cô gái được lão Lý Hào mang về sau một chuyến đi chơi tỉnh. Người thì đồn cô này là con hát ở trên tỉnh, sau một lần mua vui vì quá mê đắm cô ta nên đã rước về làm vợ tư. Còn có người thì nói rằng cô ta chỉ là một người ăn mày bình thường, không cha không mẹ, được lão Lý Trưởng Hào nhìn trúng nên đem về luôn. Quả thật so về sắc vóc, bà tư của nhà Lý Hào ăn đứt ba bà còn lại, đã trẻ trung lại còn sắc nước hương trời. Da trắng như trứng gà bóc, hàm răng đen nhánh đều tăm tắp như những hạt na, đôi môi đỏ chon chót. Ở tuổi ngoài 40, được cưới người vợ như thế khiến cho lão Lý Hào nở mày nở mặt lắm, nhất là mỗi lần bọn quan Tây nó khen bằng cái giọng lơ lớ. Vợ của ông Lý đẹp quá, nhiều cô gái Pháp còn thua xa. Lời khen đó khiến cho lão Lý phỏng mũi, nên trong đám cưới hôm ấy, lão uống rượu say ngất ngưỡng, đến độ không về phòng tân hôn được, phải để thằng hầu dẫn lão về. Thế nhưng khi vừa vào đến phòng,
Lão bất ngờ khi thấy trên chiếc giường lão chuẩn bị cho đêm tân hôn mặn nồng với bà Tư lại là một cái xác không đầu đang ngồi đó, và đằng sau lại là những tia máu tươi bắn tung tóe lên thành tường. Mặc dù lúc này lão Lý đang say mềm, nhưng chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi ấy, dường như hơi rượu trong người cũng dần tan biến. Lão kêu rống lên: Người chết, bớ người ta, người chết. Thằng Hầu vừa dìu lão mới đi ra được mấy bước, nghe lão kêu thì nó giật mình chạy vào. Nhưng trước mắt nó chỉ là một người phụ nữ mặc hoa da phấn xinh đẹp, chính là bà Tư. Thế nhưng lão Lý vẫn cứ ú ớ: Sát chết, cứu. Được một lúc, căn phòng của lão Lý Hào đã tấp nập người đứng quanh. Nhưng quả thật chỉ thấy mỗi bà Tư đang ngồi đấy, chứ hoàn toàn không có xác người nào chết. Lúc đấy bố của lão Lý là ông Phú Hộ Bùng. Ông lên tiếng: Mẹ bố tiền sư nhà anh, anh uống rượu vào hóa lẫn à? Lúc đấy cô Bưởi, tức là bà Tư của lão Lý Hào, cô đi ra dắt tay chồng: Mình uống say rồi, lại ăn nói lung tung, chẳng giữ ý tứ gì cả. Ngày vui mà cứ nói đến chuyện chết chóc không à. Lão Lý Hào lúc này tự dưng đần thối mặt ra, chẳng khác nào con trâu bị dắt mũi. Lão lẻo đẻo đi theo bà ta vào phòng. Ông Bùng thấy con trai bị dắt đi như thế, mặt mày tái đi. Trong suy nghĩ của ông thì vợ phải phục tùng chồng, đâu có được thói như thế. Nhưng đằng này nó lại khác. Ông có cảm giác sau này con mình sẽ phục dịch người đàn bà mặt xanh mày tú kia. Còn về phần lão Lý, thấy mọi việc đã trở lại bình thường, lão xua tay mọi người đi chỗ khác để còn tính chuyện động phòng. Quả thật hôm ấy, dưới ánh nến lung linh, mùi hương dễ chịu từ cơ thể của bà Tư tỏa ra, lão đã có một đêm động phòng đáng nhớ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho đến sáng, tiếng chim hót ríu rít báo bình minh có một ngày mới. Lão Lý Hào tỉnh dậy, nhưng không thấy bà Tư đâu. Lão toàn lên tiếng gọi, thì bất giác nhìn thấy một thân thể cục đầu đang ngồi trước gương. Toàn thân lão cứng đờ, miệng ú ớ: Có người chết, cứu tôi với. Thế nhưng đáp lại ông là một tiếng xa xả: Ông Lý, ông bị làm sao thế? Người chết nào? Tôi đây. Lúc này lão ngẩng mặt lên thì đúng là bà Tư. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta trong phút chốc làm cho lão sực tỉnh. Nhìn thấy bà mặc một cái yếm đào để lộ ra những thớ thịt trắng bóc cùng với hai trái bưởi căng mọng, lão đã không kìm nổi. Lão ghì bà Tư xuống để giao hoàng. Bà Tư giống như một thỏi nam châm, khiến cho lão Lý như con thiêu thân bị hút vào, không thể nào thoát ra được. Hai người họ quằn quại nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Lão Lý Hào bực dọc hỏi: Có chuyện gì đây? Từ bên ngoài vọng vào là một tiếng trả lời có phần run rẩy: Dạ, bẩm ông Lý, ở ngoài nhà khách có ông quan tây đang đợi ông ạ. Nghe đến quan tây, lão Lý Hào có chút giật mình rồi nói vọng ra: Mày ra pha trà báo quan chờ tao một tí, tao ra ngay. Nói rồi lão vội vàng đi lấy quần áo mặc vào, rồi chống cái gậy ba toan đi ra phòng khách. Một thằng quan tây cùng với hai thằng lính Việt cầm súng đi cùng. Vừa bước vào, lão Lý Hào đã đon đả: Dạ, con chào quan lớn Robert. Có chuyện gì mà quan lớn xuống nhà con sớm vậy? Thằng Robert vừa nhìn thấy lão Lý, nó đập bàn bộp một cái: Làng ông có thằng phản loạn, theo mật thám ở trên thì nó đang ở nhà. Thằng này nó to gan lắm, nó theo bọn giặc cỏ định ám sát quan công sứ ở trên tỉnh nhưng không thành. Lão Lý Hào nghe vậy thì run run: Dạ thưa quan lớn, ngài có biết họ tên nó là gì không? Để con cho người đi bắt luôn à.
Thằng Quang Tây nhếch mép cười. Tên nó là Trần Quang Bóng, người cao gầy. Nó có một quách thẹo ở dưới tay trái. À dạ, đúng là thằng Bóng còn nhà lâu kỳ rồi. Thằng này to gan quá. Quang cứ để con cho người đi bắt nó về ngay ạ. À. Thằng Quang Tây nghe nói, nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Còn lão Lý Hào chẳng cần suy nghĩ, liền hắn giọng gọi to. Tuần Đinh đâu? Đi theo ông. Chỉ trong chốc lát, độ khoảng 10 tên Tuần Đinh, tay cầm gậy gộc, giáo mát, đã có mặt tại phòng khách nhà lão Lý Hào. Ngay sau đó, từ thằng Quang Tây Mũi Lõ đến lão Lý Hào cùng với đám Tuần Đinh lóc cốc ra đến một nơi mà lão Lý Hào bảo đó là xóm thượng. Nhìn mấy ngôi nhà lụp xụp, tiêu điều sơ xác, lão Lý Hào chỉ tay ra lệnh cho đám Tuần Đinh tiến về phía trước. Cả đám Tuần Đinh nhận được lệnh. Chỉ một thoáng chốc, chúng lôi ra ngoài cả thảy hơn 20 người, cả người già, đàn ông, đàn bà và trẻ con. Thằng Tây Mũi Lõ nhìn qua một lượt, rồi chỉ thẳng vào một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, khuôn mặt nhem nhuốc, người gầy nhom. Nó ra lệnh. Gồng cổ thằng này lại, nó là thằng Bóng ám sát quan công sứ. Bọn Tuần Đinh nghe lệnh thằng Tây, nhanh chóng gồng cổ người đàn ông kia. Lão Lý Hào nhìn thấy vậy thì cười cười bằng điệu bộ gian manh. Mày định chạy à? Có mà chạy lên sở còn nha. Nói rồi, lão Lý Hào rút cái roi da ra, liên tiếp vụt vào người đàn ông tên Bỗng. Thế nhưng người đàn ông đó vẫn hiên ngang nhìn lão bằng ánh mắt căm thù, trông rất đáng sợ. Thằng Tây Mũi Lõ khi đó, nó ra hiệu cho lão Lý Hào dừng lại, rồi nói bằng cái giọng sặc mùi sắc khí. Mày nói cho tao biết, những đứa nào cùng mày tham gia ám sát quan công sứ? Nếu không nói thì tao cho mày chết luôn tại đây. Người đàn ông kia nhổ nước bọt vào mặt thằng Tây, rồi giống giạc nói. Quân cướp nước, chúng mày từ đâu đến thì cút về đấy đi. Tao gặp chúng mày một thằng là tao giết một thằng, gặp nhiều thằng tao giết nhiều thằng. Thằng Tây vuốt nước bọt trên mặt, rồi nở một nụ cười xảo trá. Nó dụ dỗ. Mày nói ra những đứa đi cùng mày đi, tao sẽ cho mày ăn sung mặc sướng, rồi cả nhà mày sẽ không phải chịu kiếp đói khổ nữa. Lúc này, người dân làng Vũ Hạ chẳng biết từ đâu xuất hiện vây kín lấy đám người, càng làm cho không khí ở đấy trở nên huyên náo hơn. Trước sự dụ dỗ của thằng Tây, người đàn ông kia đứng phắt dậy, hiền ngang nói. Tao khinh những cái đó của lũ chó cướp nước chúng mày. Tao mà được thả ra thì nhất định tao lấy cái mạng chó nhà mày. Tên Quan Tây nghe thế, mặt mày biến sắc giận dữ. Nó hất cầm về phía lão Lý. Lão ta biết ý, liền lấy roi da vụt liên tiếp vào người đàn ông kia, khiến anh ta nhăn mặt. Nhưng ánh mắt ấy vẫn toát lên sự kiên quyết, cứng rắn, không hề nao núng. Miệng thì liên tục nói lớn. Lũ cướp nước, lũ bán nước chúng mày, rồi sẽ chết không có chỗ chôn. Lão Lý Hào lúc này dường như không kiềm chế được cơn tức giận. Lão cứ thế lao vào đống đá túi bụi người đàn ông, khiến cho anh ta ngã chống kềnh ra đất, mặt mũi tím bầm. Thằng Quang Tây tiếp tục chiêu dụ hàng. Anh rất dũng cảm đó, nhưng mà dũng cảm không ăn được. Anh hãy nói cho tôi biết. Thằng Quang Tây chưa kịp nói hết lời thì người đàn ông kia đã nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu vào mặt của hắn. Anh ta quát lớn. Chứ, quân cướp đứt, rồi chúng mày phải chịu chôn thay ở mảnh đất này mà thôi. Thằng Quang Tây bây giờ lùi lại, rồi hất hàm về phía lão Lý Hào. Lão ta lúc này chẳng khác nào con thú đang khát mồi. Chỉ cần nhận được cái hất hàm thì chồm lên như một con thú dữ. Cắt lưỡi đó cho tao. Dám chửi quan Robert hả? Để tao xem lưỡi nó như thế nào mà to gan đến như thế. Bọn Tuần Đinh nghe thấy vậy thì có chút ngần ngừ, thằng này nhìn thằng kia. Mặc dù bọn chúng là Tuần Đinh,
Nhưng dù gì đối với người đàn ông tên Bổng kia cũng là máu đỏ da vàng, chung làng chung xóm, nên không nỡ xuống tay. Nhìn thấy sự ngần ngừ của đám tuần đinh, lão Lý Hào mắt đỏ ngầu vặn lên những tia dữ tợn. Hắn tao quát lớn: "Chúng mày không làm được thì để tao, tao phải tận tay cắt lấy lưỡi của nó." Trước sự chứng kiến của người dân làng Vũ Hạ, lão Lý Hào phăng phăng như con hổ đói lao vào chỗ người đàn ông kia, bóp miệng của anh ta rồi lôi cái lưỡi anh ta ra ngoài, sau đó dùng thanh đao sáng loáng cắt phực một cái. Một phần lưỡi của anh ta rơi xuống đất, máu bắt đầu túa ra đỏ lồm, trông vô cùng đáng sợ. Bây giờ anh không nói được nữa, thay vào đó là những tiếng ú ớ. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào lão Lý Hào đầy căm phẫn, ai oán. Từ khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt, sau đó nhổ một bãi nước bọt đỏ lồm ngay xuống đất trước mặt lão Lý. Điên tiết với hành động của người đàn ông kia, lão Lý Hào nhanh như cắt lấy luôn một cây đao sáng loáng từ người lính bên cạnh đó, rồi nhìn chằm chằm. Ánh mắt của lão ánh lên sự dữ tợn, hung hãn, môi hơi nhếch lên để lộ ra hàm răng vàng khè như con chó săn. "Mẹ nhà mày, cứng đầu hả cái thằng giặc cỏ?" Lão vừa nói vừa lấy cây đao kề vào cổ người đó như muốn đe dọa. Thế nhưng lúc này người đàn ông kia không ú ớ nữa, ngược lại anh ta đứng lên rồi nhìn lão Lý Hào với ánh mắt đầy khinh bỉ, thách thức. Lão Lý như bị ánh mắt kia thôi thúc, lão dùng một tay nắm lấy tóc của người đàn ông rồi rú lên như một con thú bị trúng tên. Tay còn lại lão liên tục đâm vào ngực anh ta, máu bắt đầu phun ra bắn tung tóe, làm cho tất cả mọi người đó tái xanh mặt mày. Thế nhưng không ai dám lại gần vì họ sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo dưới tay của lão Lý. Trái với vẻ sợ sệt của đám dân đen là vẻ mặt hoan hỉ của tên quan tây Robert. Nó vỗ tay bôm bóp rồi biểu dương hành động ác bá của tên Lý Hào. "Ông giỏi lắm, ta sẽ báo lại với quan trên để thưởng cho ông hậu hĩnh. Mẫu quốc rất cần những người trung thành như ông." Bọn nó tán dương nhau rồi ra lệnh cho đám tuần đinh vứt cái xác vào trong căn nhà kia và sau đó cho một mồi lửa. Trong phút chốc, căn nhà mái lá ộp ẹp đã bốc cháy ngùn ngụt trước sự hả hê của thằng quan tây và đám người của lão Lý Hào. Chúng nó chỉ đứng lại xem một lúc khi ngọn lửa đã cháy lan khắp ngôi nhà, rồi cúp đít đi luôn trước sự sợ sệt của mọi người. Ngọn lửa lúc này cháy bùng bùng như căm hờn tên Lý Hào và lũ quan tây cướp nước. Lòng dân chúng lúc này sục sôi căm phẫn. Thế nhưng tay không tất sắt thì làm gì được bọn chúng? Nếu xông vào sóng mái với lũ chúng nó, có khi nhanh chóng lại biến thành cái thây, rồi bị ném vào biển lửa giống người đàn ông kia. Thế nên đợi bọn chó cướp nước và chó săn kia đi hết, đám dân đen hò nhau đi dội nước chữa cháy cho căn nhà, đồng thời để cho cái xác kia không bị cháy thành than, dễ bề chôn cất. Cũng may mắn, nhờ sự hợp sức của mọi người, đám lửa kia cũng dần dần tắt đi. Mấy người đàn ông to khỏe nhanh chân đi vào căn nhà, khiêng cái xác đi ra ngoài. May mắn cái xác vẫn còn nguyên. Tuy nhiên bây giờ lại đen sì như cái cột nhà cháy, chẳng nhận rõ hình thù. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, khiến cho đám người ở đó có chút lợm giọng. Có người không chịu nổi còn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, trông rất khổ sở. Bọn họ nhận ra rằng đã lấy cái xác ra mà để lâu ở ngoài cũng không tốt. Hơn nữa, nếu chẳng may thằng Lý Hào quay lại thì tính mạng của mình sẽ nguy to. Nên họ đi tìm một cái chiếu cuốn tạm, coi như là cái quan tài, và đem đi chôn cất ngay trong ngày hôm đó. Một ngày thê lương cứ thế trôi qua ngôi làng nhỏ bé, khiến cho biết bao nhiêu người rùng mình về độ gian ác của lão Lý Hào. Nó giết người đấy, nhưng ai dám lên tiếng, vì nó làm việc cho Tây mà. Bây giờ nó đã là con chó đắc lực cho bọn Tây Dương rồi, thì động vào
khác nào đi vào con đường chết đâu. Sau một ngày làm việc, lão Lý Hào lại trở về với bà Tư xinh đẹp. Tối hôm nay, chẳng biết bà Tư dùng loại hương liệu gì cho vào nước tắm, sao mà thơm đến thế. Cái mùi ấy nó quyến rũ, khiến cho lão Lý Hào ngây ngất không thôi. Mới đầu chập tối ăn cơm xong, lão đã đòi vào phòng bà Tư để đi ngủ. Nhìn người vợ mới cưới xinh đẹp trong bộ yếm đào màu hồng, khoe làn da trắng ngần như trứng gà bóc, lão Lý không kiềm chế nổi. Lão lao vào như con hổ đói, hôn lấy hôn để bà. Bà Tư cũng khéo léo dẫn dụ lão, càng làm cho lão kích thích hơn. Lão ta ôm chầm lấy bà, rồi cố gắng hết sức bế bà lên, mặc dù lão cũng không còn khỏe. Lão nói trong hơi thở hổn hển: "Này Minh, hôm nay chịu tôi nha, tôi không chịu nổi nữa rồi." Bà Tư nhìn lão Lý Hào bằng ánh mắt đa tình, rồi thở vào tai lão thủ thỉ: "Minh chờ em một chút." Nói rồi, bà ta đẩy lão Lý Hào, nhẹ nhàng đi lại chỗ đèn cầy đang cháy kia, thổi phụt một cái. Căn phòng đang sáng trưng như ban ngày bỗng nhiên tối thui như hũ nút. Lão Lý Hào ngạc nhiên hỏi: "Sao không để đèn cho dễ làm việc? Tối như này á thì tôi nhìn thấy cái gì đâu?" Bà Tư nghe thế thì đáp lại bằng giọng ưỡn ẹo: "Nhưng mà để sáng á thì tôi ngại lắm mình à. Tối như thế này chẳng sợ ai nhìn trộm." Nghe những lời nói rót mật vào tai, lão Lý Hào bỗng dưng nổi cơn hứng khó kiềm chế. Lão mặc cho không gian tối đen, cứ thế lao về hướng phát ra tiếng nói của bà Tư, rồi ôm chặt lấy bà ta, ghì vào trong giường, hôn lấy hôn để. Cơn dục vọng dâng lên, khiến lão Lý Hào cứ như con hổ đói lâu ngày. Thế nhưng khi đang cao trào, tự dưng bên tai lão có tiếng cười của một người con gái vang lên, nghe vô cùng lạnh sống lưng. Mồ hôi bỗng dưng toát ra như tắm. Lão ngừng lại, rồi lắp bắp hỏi: Mình vừa cười có phải không?" Bà Tư nghe thấy chồng hỏi, bà trả lời: "Ai cười? Mình lại thần hồn nát thần tính à? Làm gì mà cười? Hay là mình chưa đi chợ đã hết tiền cho nên bày trò?" Lão nghe bà Tư trả lời như vậy thì tự trấn an mình là nghe nhầm. Chắc là tiếp xúc với việc đánh đập nhiều nên sinh ra ảo giác như vậy thôi, chứ không có chuyện gì. Lão ta liền vỗ về bà Tư: Chắc là tôi nghe nhầm. Dạo này lu bu nhiều việc quá cho nên tôi sinh ra ảo giác ấy mà. Thôi mình tiếp tục nha." Bà Tư vẫn tỏ ra giận dỗi: "Sao đang hay thì mất hết cả hứng à? Thôi mình làm một mình đi." Và trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của bà Tư tự dưng phát sáng. Nhưng lúc này không phải là bà Tư xinh đẹp với đôi mắt lúng liếng đa tình nữa, mà là một bà Tư với cái đầu lâu xương sọ trắng héo, làm cho lão Lý sợ quá ngã ngay xuống giường, lắp bắp thều thào: Mình sao lại như thế này? Sao lại là đầu lâu?" Không gian trong căn phòng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Lão Lý Hào muốn nói thật to để đám người hầu có thể vào giúp. Tuy nhiên cổ họng lão lúc này giống như bị ai đó chặn lại, không tài nào nói to được. Bà Tư bất chợt lên tiếng, tiếng nói pha chút giận dữ: "Ông nói huyên thuyên cái gì đấy? Lấy đâu ra mà đầu lâu? Ông lẩm cẩm hả?" Nói rồi, bà ta lấy bao diêm rồi đánh lửa châm vào cái đèn cầy. Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên sáng trưng như ban ngày. Bà Tư hiện ra không phải là khuôn mặt đầu lâu như ông ta thấy nữa, mà là khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng lúc này nụ cười và ánh mắt của bà ta lạ lắm, nó quỷ quái một cách lạ thường. Thế nhưng cũng là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ma. Lần này lão Lý Hào cũng trấn tĩnh lại. Lão đứng dậy rồi trả lời gọn lõn: Mình ngủ đi, hôm nay tôi không được khỏe." Lão nói vậy như cố che giấu sự sợ hãi lúc này. Bản thân lão cũng quên mất rằng
Vừa nãy miệng của mình còn như đông cứng, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại có thể nói dễ dàng như vậy. Lão mở cửa đi ra ngoài, không nhìn bà Tư lấy một lần. Trái lại với bộ dạng của lão, sau khi lão đi khuất, khuôn mặt của bà ta đanh lại, giống như đang nuốt một sự căm phẫn ghê gớm. Rồi sau đó là một nụ cười chứa đựng sự nham hiểm chết chóc. Ở ngoài lúc này trời cũng đã khuya, ánh trăng tỏa một màu nhàn nhạt xuống ngôi nhà của lão Lý Hào, càng tô lên sự quỷ dị đến dị thường. Ông Phú Hậu Bùng đêm nay sau khi hút xong thuốc viện, cảm thấy người rạo rực, chưa đi ngủ được, trong lòng tự dưng bồn chồn như kiến bò. Đột nhiên ông ta thèm có đàn bà bên cạnh, cái thứ mà cứ ngỡ người 70 tuổi như ông đã quên mất từ lâu rồi. Thế nhưng hôm nay nó làm cho ông vật vã, chẳng khác nào mỗi lần vật thuốc viện. Ông mở cửa phòng thì thấy thằng con trai của mình khuôn mặt có vẻ biến sắc đi từ phòng vợ thứ tư ra ngoài. Ông có chút ngạc nhiên, vì bình thường chỉ có lão Lý Hào làm cho người khác biến sắc, chứ làm gì có chuyện lão biến sắc bao giờ. Ông ta tò mò nhìn theo bước đi của thằng con trai, rồi nhìn sang phòng con dâu. Dưới ánh đèn cầy, quả thật người con dâu mới này của ông muôn phần xinh đẹp và quyến rũ. Thế là không chịu được, ông ta mòn men đi vào căn phòng của bà Tư, rồi run run lên tiếng hỏi. Khuya rồi mà chúng mày có cái chuyện gì sao? Sao thằng Hào nó lại bỏ về phòng thế kia? Vậy thì bao giờ thầy mới có cháu nói dối đây? Ông Phú Bùng vừa nói vừa nhìn vào đôi quả đào đang phập phòng của bà Tư, đang lên xuống theo từng nhịp thở. Tưởng rằng con dâu sẽ đuổi khéo mình về, thế nhưng bà Tư lại buông lời đầy sự khiêu gợi. Con buồn lắm thầy ạ. Ông Lý, ông chẳng hiểu gì con sắc. Con là phận không nhà không cửa, nên ông ấy chẳng coi con ra cái gì. Thầy có thương con thì ở lại tâm sự với con một lát. Mụ ta vừa nói vừa cố ý lại gần, rồi gục vào lòng ông Bùng khóc nức nở, như muốn trừng tình sự đau khổ. Mùi hương quyến rũ từ người con dâu tỏa ra làm cho ông lúc này bần thần hết cả người, giọng nói không còn được tự nhiên. Con cứ yên tâm đi, đã có thầy ở đây thì thằng Hào nó sẽ không có làm gì được con đâu. Vừa dứt câu, bà Tư ôm chầm lấy bố chồng của mình. Cái ôm đầy sự khiêu khích khiến cho cây bà toàn trên tay của ông Phú Bụng rơi thõng xuống đất. Toàn bộ cơ thể của bà Tư đã chiếm trọn lấy người ông ta. Lần này cơn hưng phấn đã dâng lên cực độ. Ông Phú Bụng quên mất trước mặt mình là cô vợ mới cưới của thằng con trai. Ông đè bà Tư ra rồi cởi luôn cái yếm đào đang hờ hững. Tưởng rằng bà Tư sẽ hô hoáng lên, nhưng không, bà ta lại hưởng ứng rất nhiệt tình. Và rồi trong phút chốc, hai con người đó đã làm chuyện trái luân thường đạo lý phía sau lưng của tay Lý Hào mà lão không hề hay biết. Tuy nhiên, khi ông Phú Bụng đang hăng máu làm chuyện đó với con dâu mình, thì một bàn tay đầy những móng sắc nhọn lần mò lên đầu của ông ta, rồi phập một cái. Những cái móng tay đó cắm vào đầu ông ta như những con dao sắc nhọn, khiến những dòng máu tươi cứ thế từ từ chảy ra. Lúc này trước mắt ông Bùng là một khuôn mặt đầu lâu với hai hốc mắt, hốc mũi sâu hắm cùng với cái miệng đầy những răng nhọn. Ông ta chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất liệm luôn tại chỗ. Bà Tư trong bộ dạng của cái đầu lâu cứ thấy hít hà như nuốt cái gì đó. Cơ thể của ông Phú vốn phay phay béo tốt, thế mà trong phút chốc tím tái lại rồi chỉ còn da bọc xương. Ở bên ngoài, tiếng quạ kêu lên đầy quỷ dị. Đám người làm nhà lão Lý, họ còn nghe thấy tiếng đó thì giống như tiếng kẽn gõ bên tai. Ai nấy đều cảm thấy đau đầu, choáng váng. Thế nhưng họ không làm gì được, vì biết rằng tiếng quạ kêu là điềm gỡ, báo hiệu có người chết. Trong lòng họ bắt đầu thắc mắc,
Ai chết mà quả nó kêu nhiều đến thế. Một đêm quỷ quái cứ thế trôi qua. Cho đến sáng, thằng nô như thường lệ vào phòng của ông Bùng để dọn dẹp. Thì trời ơi, nó hét lên trong sợ hãi. Ôi làng nước ơi, có người chết, có người chết. Tiếng kêu thất thanh của thằng nô nhanh chóng thu hút đám người của nhà lão Lý súng vào căn phòng của ông Bùng. Lão Lý Hào đang làm vệ sinh cá nhân, nghe thấy tiếng thằng người ở hô hoáng thì có chút bực mình. Lão quẳng luôn cái thau đồng, làm nước ở trong đó bắn lên tung tóe. Lão cầm luôn cái gậy ba toan đi ra ngoài. Mẹ cha nhà mày, mới sáng sớm ra mà mày đã kêu có người chết. Đứa nào chết thì chồng mẹ nó đi, đứng đấy mà khóc với lóc. Đám người nghe thấy tiếng nói của lão Lý Hào vội đứng dạt vào hai bên cúi đầu để tạo thành một đường cho lão đi. Thằng nô lúc này chạy lại gần chỗ lão, người nó khúm núm run rẩy bẩm báo. Dạ bẩm ông, không phải là ai chết đâu ạ, mà là cụ nhà mình chết rồi ông ạ. Bộ dạng trông đáng sợ lắm, ông vào mà xem. Lão Lý Hào nghe thế thì tự dưng mặt trắng bành bạch như mới được trát thêm một lớp phấn trắng. Miệng lão run run. Mày nói cái gì? Cụ hôm qua vẫn còn khỏe cơ mà, mày dẫn ông đi xem nào. Thế là thằng nô dẫn lão Lý Hào vào trong căn phòng của ông Phú. Thì hỡi ôi, trước mặt lão chính là một cái xác khô tím ngắt, mặt mũi vặn vẹo méo mó, đang ngồi tựa vào thành giường. Đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn lão. Mặc dù cũng ra tay hạ sát khá nhiều người, nhưng chứng kiến cái chết như vậy không khỏi làm cho lão Lý rùng mình. Chân tay lão run rẩy, miệng lão lắp bắp. Đỡ tạo mạo lên. Cái thân xác kia mặc dù không có còn nguyên bản như thân xác của ông Bùng khi còn sống, thế nhưng qua bộ quần áo và một số chi tiết vẫn đủ giúp cho lão Lý Hào nhận ra đó chính là bố mình. Mặc dù đang choáng váng, nhưng lão đủ tỉnh táo để thắc mắc về cái chết đột ngột của bố. Mới hôm qua, ông cụ còn khỏe mạnh, hút thuốc phiện đều đều, cơm ăn đến 3-4 bát, mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Hơn nữa, cái xác kia đâu giống người mới chết đâu, nó giống như cái xác phơi khô dưới trời nắng đã lâu ngày. Nghĩ đến đây, lão quát đám người làm. Chúng bày đâu? Gọi thằng Hoành thầy cúng sang đây cho tao nhanh lên, chậm là tao đánh cho bỏ mẹ. Thế là một thằng người làm nhanh chóng chạy luôn ra ngoài cổng, đi về hướng nhà lão Hoành thầy cúng. Còn lão Lý Hào bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc như một đứa con hiếu thảo. Thầy ơi là thầy, sao thầy trở lòng nào bỏ con bỏ cháu đi như thế này? Bao nhiêu phúc phận thầy không hưởng mà đã phải nằm xuống rồi thầy ơi. Bình thường lão đối xử với ông Bùng chẳng ra gì, ngoài mặt giả vờ thế này thế kia, nhưng trong thực tâm lão khinh bố mình như chó. Nhiều lần bực tức với ông Phú Bùng, lão không kiêng dè gì mà rủa bố mình chết luôn cho đỡ tốn gạo. Nhìn điệu bộ tỏ ra mình là đứa con hiếu thảo của lão Hào, đám người làm ai nấy đều cảm thấy ngứa mắt, vì đó là đạo đức giả. Chứ bản chất của lão Hào vốn là thằng con bất hiếu, yêu thương gì ông đâu. Lão Lý Hào khóc được một lúc thì lão thầy Hoành mang bộ đồ nghề sang. Vừa đến nơi, lão đặt luôn cái bộ đồ nghề xuống sân rồi phán như thật. Bộ dạng thế kìa thì đúng là bị quỷ bắt rồi. Thôi thì... Lão Hoành chưa nói hết câu, lão Lý Hào cắt ngang lời. Quỷ nào bắt? Thôi thì cái gì? Dạ bấm ông, phải chôn ngay trong ngày hôm nay, càng làm nhanh càng tốt. Lão Hoành vừa nói vừa đảo đôi mắt tì hí có phần gian xảo của mình, nhìn trái nhìn phải như tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng ánh mắt của lão chỉ là loại buôn thần bán thánh, chứ biết cái gì đâu. Lão lại tiếp lời. Xong xuôi đâu đấy, con sẽ giúp nhà ông Lý lập đàn trừ quỷ. Tuy nhiên giá lập đàn cũng hơi đắt à. Lão Lý Hào xưa nay đi vơ vét của mọi người là chính,
chứ có bao giờ lão bỏ tiền cho ai đâu. Nghe nói vậy, lão có chút bực tức. Thế nhưng thằng cha thầy cúng bảo là có quỷ, nên chuyện này phải trông chờ vào nó, chứ lấn cấn có khi quỷ nó bắt luôn cả lão. Lúc này, lão Lý mới lên tiếng. Được rồi, mày lo ma chay trừ quỷ cho nhà tao, thì tao trả cho mày 2 đồng. Nhớ là làm cho chu đáo vào. Không, ông điên lên, ông lại sang đốt điện nhà mày bây giờ. Dạ, thưa ông Lý, con sẽ làm chu toàn. Phiền ông Lý cho con ứng tiền trước, để con chuẩn bị mọi cái. Riêng ông Lý là con làm không lấy công, chứ người khác là con phải lấy công đấy ạ. Thôi được rồi, không phải dài dòng làm gì, làm tốt thì tao thưởng thêm cho. Lão Lý Hào nói trong bực dọc. Tuy nhiên lúc này lão đang đóng vai người con hiếu thảo. Thế rồi cái loa rè của lão bắt đầu cất tiếng vang lên. Thầy ơi là thầy, sao thầy nỡ lòng nào mà bỏ con? Thầy chết rồi thì con ở với ai thầy ơi? Nhìn bộ dạng của lão Lý Hào rống lên như thế, chẳng biết đám người nhà có tiếc thương ông bùng hay không mà cũng bắt đầu khóc theo như dàn đồng ca. Riêng bà Tư ở riêng một chỗ, ánh mắt bà cứ đảo đi đảo lại, hết nhìn lão Lý Hào rồi lại nhìn ông bùng, nở một nụ cười đầy ma quái. Thế nhưng có lẽ mọi người đang tập trung quá nhiều vào lão Lý Hào và cái chết của bố ông ta nên không thấy thái độ của bà Tư lúc này. Rồi đám ma của ông bùng cũng đã diễn ra. Mặc dù nghe lời lão thầy Hoành, Lý Hào chỉ làm ma cho bố mình vỏn vẹn trong một ngày, nhưng đám người ra vào viếng tấp nập, đông nghìn nghịch cứ như là đi xem hội. Có lẽ một phần họ cũng tò mò về cái chết bất đắc kỳ tử của cụ thân sinh ông Lý Hào. Phần khác người ta sợ ông Lý có tính thù dai. Bố ông ta mất mà không đến cúng khấn vài đồng thì chắc chắn sẽ sống không yên với lão ta. Đám ma của ông bùng diễn ra bình thường cho đến khi cái quan tài đã khâm liệm và đóng đinh cẩn thận, thì bỗng vang lên tiếng cộc cộc nghe rõ mồn một, khiến cho tất cả mọi người trong đám khi ấy đều phải giật mình. Lão Lý Hào nghe thấy thế thì hốt hoảng kêu lên. Có khi nào thầy tôi sống lại hay không? Mở quan tài ra xem nào. Cái xác giấm gió khô quắc như vậy thì việc sống lại là hoang đường. Hầu hết mọi người đều nghĩ hiện tại do quỷ nó đập vào quan tài. Thế nhưng lời lão phát ra bây giờ là mệnh lệnh. Lão thầy Hoành khi ấy mới cố gắng. Con nói thật với ông là không nên mở nắp quan tài khi đã khâm liệm rồi. Để con làm phép cho hết cái tiếng kêu kia đi. Thế nhưng lão thầy vừa dứt lời thì tiếng còng cọc càng lúc càng rõ hơn, khiến cho mọi người càng hồi hộp. Lão Lý Hào thấy thế thì càng giục. Mày không mở thì tao cho người khác mở. Ông cố mà sống lại thì tao đòi lấy tiền mày gấp đôi đó mày nghe chưa? Nói rồi, lão Lý Hào ra lệnh cho đám người làm bắt đầu mở nắp quan tài. Thằng Khoai vốn là đứa to khỏe nhất trong đám, nên nó đảm nhiệm việc chính là bê nắp ra. Tuy nhiên khi nó vừa mới định đặt cái nắp quan tài xuống đất, thì một bàn tay gầy gò tím ngắt đầy những móng sắc nhọn đặt vào cổ của nó mà bóp chặt. Hơn thế nữa, đối diện với nó lúc này là một khuôn mặt vặn vẹo méo mó với đôi mắt trắng giả không có tròng đen, cái mũi thì dập nát, cái miệng đang nở nụ cười với hàm răng trắng ơn ẩn nhọn hoắt trông vô cùng đáng sợ. Thằng Khoai quá kiếp sợ, nó rú lên rồi vứt luôn cái nắp quan tài xuống đất. Nó bắt đầu giãy giụa như muốn thoát ra khỏi hai bàn tay cứng như gọng kìm kia. Thế nhưng có lẽ sức nó là chưa đủ để làm điều đấy. Nó cứ thế giằng co qua lại. Lúc này lão thầy Hoành lấy trong túi ra một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, kẹp vào hai ngón tay rồi đưa lên miệng đọc lẩm nhẩm cái gì đó chẳng ai nghe rõ. Sau đó nhanh như cắt, lão úp luôn lá bùa vào trán của cái xác ông bùng, làm cho cái xác đang giãy giụa tự dưng cứng đờ rồi nằm luôn tại chỗ. Thằng Khoai lúc ấy được giải cứu, nó hít lấy hít để cái không khí,
còn mọi người cùng với lão Lý Hào được một phen xanh mặt. Chỉ có lão thầy Hoành thì dương dương tự đắc. Con đã bảo rồi mà ông không nghe. Cô nhà mình vừa bị quỷ nó nhập xác đấy. Nhưng mà bùa của con đã phong ấn nó lại rồi. Bây giờ đóng nắp quan tài lại đi, rồi đem chôn luôn, không lại gặp họa đấy ông à. Lão Lý Hào nghe thấy thế thì xua tay, ý lão bảo cứ làm theo lão thầy Hoành nói. Vậy là đám người làm lại tiếp tục đóng nắp quan tài lại, mà tim không ngừng đập lên thình thịch, tay chân run rẩy. Chỉ một lúc sau, cái quan tài đã được đưa ra đồng và chôn cất. Tiếng khóc lóc ỉ ôi theo sau cái quan tài ấy trong một buổi chiều muộn càng khiến cho bầu không khí của làng Vũ Hạ trở nên tang thương hơn lúc nào hết. Từ trên tầng không, tiếng chim lợn lại vang lên thảm thiết, khiến cho những người đi theo bị một phen rùng mình. Chỉ mong muốn nhanh chóng có thể chôn cái quan tài kia xuống lòng đất để về nhà sớm. Cuối cùng cái quan tài cũng đã được chôn cất một cách bình thường. Chôn cất xong cũng là lúc trời nhá nhem tối, đoàn người bắt đầu ra về. Lão Lý Hào nổi tiếng giết người không ghê tay, nhưng trông thấy cảnh nghĩa địa lố nhố những ngôi mộ, lão cũng không dám ở lại lâu, bởi vì tự dưng sống lưng lạnh buốt. Nấn ná không chừng mấy người mà lão giết chết lại đòi mộ sống dậy mà báo thù. Khi đã về nhà, lão Lý Hào mới bảo lão thầy Hoành về nhà nghỉ ngơi để sáng mai còn sang làm lễ sớm. Riêng lão ăn vội bữa cơm rồi leo lên giường đi ngủ, vì hôm nay là một ngày quá dài với biết bao nhiêu điều quái dị. Linh cảm có một kẻ ranh mãnh làm chó săn cho bọn Tây. Lão đủ tỉnh táo để hiểu rằng có một điều gì đó bất ổn đang diễn ra, nhưng lão không tài nào nghĩ được đó là gì. Trong lòng lão hoang mang, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên bên ngoài cửa có tiếng cộc cộc vang lên, làm lão cáu gắt. Đứa nào đây? Ông đang ngủ, quấy quả ông lộng đánh cho bây giờ. Thế nhưng đáp lại ông là giọng của bà Tư ngọt ngào như mật ong. Em đây nè. Bà Tư đây nè. Sao hôm nay mình nóng thế? Câu nói của bà Tư như có sức hút, làm cho cơn bực tức của lão nguôi đi. Lão hạ giọng trả lời. Mình đây à? Tôi cứ tưởng đứa nào nó làm phiền tôi. Cửa không có khóa, mở cửa đẩy vào đi. Bà Tư đẩy cửa đi vào. Trên tay bà còn có bát canh nóng đang bốc khói nghi ngút. Trước ánh mắt ngạc nhiên của lão Lý Hào, bà ta liền nói. Em nấu cho mình ít canh sam nè, uống đi cho nhanh lại sức. Mới có một ngày trong mình tiều tụy quá. Có lẽ bây giờ chuyện kỳ lạ trong lúc hai người hành lạc tối hôm qua, lão Lý Hào đã quên bén đi rồi. Hơn nữa, bà Tư lại mặc yếm đào màu vàng, tay bưng bát canh sâm nóng hổi, trông thật quyến rũ làm sao. Bà ta bón từng thìa cho lão Lý Hào uống. Từng thìa canh đi vào cơ thể, khiến cho lão Lý Hào trở nên tỉnh táo hơn. Uống xong bát canh sâm, tự dưng cơ thể của lão nóng bừng như trở về thời trai trẻ. Nhìn thấy cơ thể quyến rũ của bà Tư, lão không kìm được. Lão đè bà ta xuống giường. Lúc này, bà Tư nhẹ nhàng đẩy lão ra, rồi nũng nịu nói. Ơ kìa, mình, để em đóng cửa đã. Cửa mở ra thế này, thì đám người làm nó thấy, em xấu hổ mất. Bà ta nhẹ nhàng đi ra đóng cửa căn phòng lại. Lão Lý chạy đến ôm chầm lấy bà, rồi hành lạc luôn tại nền nhà. Người lão cứ nhấp nhô theo từng dịp. Bà Tư mặc dù rên rỉ, nhưng ánh mắt lóe lên tia đáng sợ. Móng tay bà bắt đầu dài ra nhọn hoắt, giống như con dao nhỏ, bắt đầu lần mò lên trên đầu của lão Lý. Thế nhưng khi vừa đến bả vai, thì hình xăm có phần kỳ quái của lão Lý Hào tự dưng lại phát sáng vàng rực như ngọn lửa nung, khiến cho tay của bà ta co rút lại. Bà kêu lên một tiếng. Có lẽ lão Lý Hào đang vô cùng hân phấn nên không nghe thấy tiếng kêu đó, cứ như vậy mà hành lạc. Bà Tư đưa tay lên một lần nữa, nhưng hình xăm kỳ quái kia lại tiếp tục phát sáng, làm tay bà ta bỗng rát phải rụt tay lại. Bà ta có cố gắng mấy lần nữa nhưng cũng không thành công.
cứ vậy để cho lão Lý Hào hoang lạc trên cơ thể của mình. Xong xuôi, lão Lý Hào hồ hởi nói: Tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sức như hôm nay. Mình cho tôi uống thứ sầm gì mà hay thế. Mặc dù có chút bực tức vì không làm được gì lão Lý, nhưng bà ta vẫn cố gắng sỏi lỡi. Sâm này là sâm thượng hạng, em phải nhờ người ta mua ở trên miền ngược đó. Nếu mình thấy tốt thì để em dặn mua tiếp. Nhưng mà nghe đâu sâm này hiếm lắm đó, không phải có tiền là mua được đâu mình. Mà bây giờ mới thấy đằng sau bả vai của mình đó, có hình sâm gì mà trông kỳ quái thế. Lão Lý Hào nghe hỏi vậy cũng chẳng nghi ngờ gì bà Tư. Lão trả lời: À, cái này chính là bùa đấy. Ngày trước tôi có quen một ông thầy ở bên Cao Miên. Ông ta bảo người tôi nhiễm nhiều âm khí, nên vẽ cho tôi cái lá bùa này để giải trừ âm khí đó. Bà Tư nghe nói vậy thì có chút không vui. Ánh mắt tự dưng nhìn lão Lý Hào có chút thiếu tự nhiên. Bà ta nói: Hôm nay em cũng mệt rồi, em muốn về nghỉ. Chứ có ở đây với mình thì sợ rằng mình lại không cho em ngủ đó. Không để cho lão Lý Hào kịp điếu kéo, bà Tư liền đứng dậy mặc lại xiêm y, rồi cầm cái bát lặng lẽ đi ra. Trước khi đi, bà ta không quên đánh tia mắt có phần hậm hực về phía lão Lý Hào. Ánh mắt ấy thể hiện sự tức giận khi bà ta dăm lần bảy lượt muốn hại lão ta nhưng không thành công. Cho đến sáng hôm sau, lão thầy Hoành đã có mặt ở nhà lão Lý Hào từ sớm. Được cái lão này cũng thuộc dạng nhanh nhẩu, gọi đến là có liền. Lão Lý Hào ngày hôm ấy ở nhà sai người chuẩn bị những thứ đồ lễ theo đúng yêu cầu của lão thầy. Một cái bàn mâm cao cổ đầy với những thứ lỉnh kỉnh như xôi trắng, đầu lợn, gà luộc, đồ hàng mã được bày biện ra trước sân. Đúng chính ngọ, lão Hoành bắt đầu làm lễ. Lão bắt Lý Hào cùng mấy bà vợ phải hành lễ cùng mình. Riêng bà Tư thì nói rằng trong người không khỏe nên không phải hành lễ. Lão Hoành vì đạo hạnh chưa đủ, do vậy chưa nhìn thấy cái điểm bất thường của bà Tư nên coi đó cũng là người bình thường. Thậm chí lão còn ghé tai vào lão Lý Hào mà toan hót: Nhìn bà Tư như thế kìa, còn nghĩ có khi bà Tư mang thai đấy ông à. Nhưng trái với vẻ mặt toan hót của lão, Lý Hào quát mắt rồi mắng: Tiên sư nhà mày, khấn vái cho nó cẩn thận vào. Không cẩn thận, tao cho người sang đốt nhà mày bây giờ. Lúc đó đừng có trách tao ác. Nghe lão Hào nói vậy, lão thầy Hoành chẳng dám tì toe, cứ thấy quỳ xuống lẩm bẩm khấn vái. Thỉnh thoảng lão đứng lên, cầm thanh kiếm gỗ đặt trên mặt bàn, rồi múa may quay cuồng, giống như kiểu đang đánh nhau với ai. Trông cũng ra dáng người trừ ma diệt quỷ. Làm được nửa canh giờ thì mọi thứ cấn vái cũng đã xong xuôi. Lão thầy Hoành đưa cho đám người nhà của lão Lý Hào mỗi người một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, rồi bảo giữ gìn cho nó cẩn thận, đi đâu cũng phải mang theo bên người để tránh ma quỷ làm hại. Mọi việc đã xong, Lý Hào gật gù tỏ vẻ hài lòng. Thầy Hoành định xin thêm ít tiền nhưng lão đuổi thẳng, vì lão Lý vốn là tay keo kiệt, bủng xỉn. Xin tiền lão ta đâu phải là chuyện dễ. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng lão Hoành đành ngậm ngùi ra về. Lão chỉ trách mình tài phép chưa đến nơi. Nếu luyện được âm binh, thì có khi cho âm binh đánh vật cả nhà lão Lý Hào cho biết mặt. Chính vì mọi chuyện chưa đi đến đâu, nên phép của lão làm ở nhà Lý Hào vẫn chưa thể giải quyết được tận gốc. Bằng chứng là bà Tư vẫn không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng những người gọi là đầu ấp tay gối với lão Lý Hào lại dần dần ra đi. Đầu tiên phải kể đến bà Ba. Kể từ ngày bà Tư với nhan sắc hơn người bước chân vào đây thì bà ta nóng mắt lắm. Với sự yêu chiều trước kia dành cho mình, bây giờ đã chuyển sang cho bà Tư. Vị thế độc tôn của mình trong phút chốc bị mất đi. Bà Ba quay sang ghét bà Tư đến thấu xương thấu thịt.
thế nhưng lại không có cơ hội để hãm hại bà ta. Thời gian này, bụng của bà Tư bắt đầu to lên. Đi khám mấy vị bác sĩ ở trên phố huyện, người ta bảo đã mang thai, làm cho lão Lý Hào rất mừng. Thậm chí lão lang bắt ở trong làng còn bảo nhìn cái bụng của bà Tư thì dứt khoát là sinh con trai. Đang cần người chống gậy hương hỏa, lại được nghe phán như thế thì lão Lý Hào lại càng mừng và yêu chiều bà Tư ra mặt. Điều đó càng làm cho bà ba, bà hai và bà cả sôi máu, chỉ muốn đem bà Tư ra để đánh đấm cho thỏa sức. Tuy nhiên so với hai bà còn lại, bà ba là có giả tâm hơn, vì bà ta tự cho rằng nhan sắc của mình chẳng kém cạnh gì mà phải ngồi chiếu dưới. Ấy là điều hết sức phi lý, không thể chấp nhận nổi. Để thực hiện âm mưu phá bà Tư, bà ba mất công lên tận phố huyện để mua cái thuốc phá thai, làm cho cái thai trong bụng của bà Tư bị sảy. Mua xong, bà ta cẩn thận tự mình sắc thuốc rồi đổ vào bát. Khi biết rằng trong phòng chỉ có một mình bà Tư, bà ta gõ cửa lần mò vào, giả lả như quý bà Tư lắm. Hôm nay chị đi chợ huyện, trên đó có nhiều đồ quá, chị chẳng biết mua cái gì. Nhớ đến em Tư đang mang bầu nên chị mua mấy thang thuốc dưỡng thai về cho em uống nè. Các chị đều đẻ con gái, em mang thai con trai á thì đúng là phúc đức cho nhà ông Lý quá rồi. Bà Tư biết thừa bà ba vẫn có ý ghen ghét mình, nhưng chưa bao giờ ra mặt. Thấy bà ta bưng bát thuốc còn đang bốc hơi thì bà Tư biết rằng trong thuốc đó kiểu gì cũng có vấn đề. Bà Tư nhìn bộ dạng thảo mai của bà ba thì cũng giả vờ cung kính. Chị ba tốt với em như thế thì chắc là kiếp trước em phải tu nhiều lắm mới được như ngày hôm nay. Bà Tư vừa nói vừa liếc xéo bà ba để xem thái độ của bà ta như thế nào. Thế nhưng bà ba lại không biết cái liếc ấy, cứ sững sổ lại gần chỗ bà Tư rồi nói. Em ba về đây cũng khá lâu rồi mà hai chị em mình chưa có được dịp tâm sự. Thôi để hôm nay chị bón thuốc cho em để thể hiện tình cảm với em Sơn. Bà Tư lúc này chỉ nhếch mép cười rồi trở về thái độ bình thản. Bà ta trả lời. Dạ, nếu chị không phiền thì chị cứ bón thuốc giúp em đi. Nếu sau này em sinh quý tử thì nhất định con của em cũng là con của chị. Bà ba nghe vậy như mở cờ trong bụng, liền mang thuốc lại bón cho bà Tư. Thế nhưng bà Tư uống thuốc vào thì mặt mũi chẳng biến sắc, thậm chí bà ta còn khen thuốc ngon, dễ uống. Thuốc vốn dĩ đắng thế mà bà Tư lại khen ngon, khiến cho bà ba càng đút cho bà Tư uống nhanh hơn. Bỗng dưng chát một cái, bà Tư vung tay hất bát thuốc xuống đất. Tưởng lúc này thuốc đã phát huy tác dụng, bà ba liền giật lùi ra mấy bước rồi cười lên hả hê. Cái con nặc nô, mày định cướp ông Lý của bà hả? Thuốc tao cho mày uống chẳng phải thuốc bổ gì đâu, đấy là thuốc phá thai đó, mày hiểu chưa? Mày uống vào thì con mày chết. Bỗng dưng ánh đèn cầy trong căn phòng của bà Tư nhấp nháy liên hồi nhưng không tắt. Lúc này bà Tư mới hiện ra bộ dáng thật của mình. Khuôn mặt xinh đẹp kia được thay thế bằng một cái đầu lâu với hốc mắt sâu hóm, nhìn thẳng vào bà ba như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ba sợ quá định rú lên kêu cứu, thế nhưng cổ họng của bà ta nhanh chóng bị bàn tay xương xẩu với những móng tay sắc nhọn của bà Tư bóp nghẹt. Con quỷ ấy ghì sát khuôn mặt gớm ghiếc của mình vào mặt bà ba. Nó nói bằng tiếng lạnh lẽo âm u. Mày định hại tao hả? Mày định hại tao thì mày phải chết. Nói xong, chẳng để cho bà ba phản ứng, con nữ quỷ liền dùng bàn tay còn lại bóp đầu bà ta. Từng dòng máu đỏ tươi cứ thấy chảy ra. Con nữ quỷ hít lấy hít để như đang thưởng thức một món ăn ngon. Trong phút chốc, toàn thân của bà ba đang phầy phầy béo tốt bỗng dưng gầy tóp, tím ngắt giống như xác của ông phú bụng.
Nhìn bộ dạng biến đổi nhanh chóng của bà ba, con nữ quỷ nở một nụ cười, rồi nó gằn giọng. Tao không muốn giết mày, nhưng mà mày tự nộp mạng, mày đừng có trách tao ác. Ở ngoài kia cũng giống như lần trước, lũ quạ dường như ngửi thấy mùi xác chết, bắt đầu kêu lên những tiếng thất thanh nghe vô cùng đáng sợ. Lão Lý Hào và đám người ở linh cảm có điều gì không hay đang diễn ra tại ngôi nhà của mình. Thế nhưng tất cả bọn họ đều run sợ, không ai dám bước ra ngoài. Cho đến sáng hôm sau, tất cả mọi người đều bị đánh thức khi tiếng con sen người ở khóc lóc khi phát hiện ra bà ba đang treo cổ, toàn thân tím ngắt, xác khô cong queo như bị thứ gì đó hút hết sinh khí. Lão Lý Hào trông thấy cảnh đó, mặt mũi bắt đầu biến sắc. Lão lắp bắp: Gọi thằng Hoành thầy cúng đến đây cho tao, nhanh lên. Chỉ trong một loáng, lão Hoành thầy cúng đã lon ton chạy sang nhà lão Lý Hào. Nhìn thấy cái xác bà ba treo lủng lẳng trong bộ dáng gần giống ông Bùng, thì mồ hôi của lão vã ra như tắm. Vì lão biết rằng kiểu gì cũng bị lão Lý Hào tra hỏi cái chuyện làm lễ giải quỷ. Và đúng như lão Hoành dự đoán, Lý Hào cầm cái ba toan giọng xuống đất rồi quát lớn: Thằng mặt chuột kẹp kia, mày cho tao biết là tại sao? Mày bảo mày giải được quỷ ở nhà này rồi cơ mà, thế cái xác kia là như thế nào hả? Lão Hoành lúc này bí quá đành nói liều: Dạ, bấm ông Lý, chắc là bà ba không nghe lời con. Còn đó dặn là phải mang lá bùa theo bên người. Đấy, ông xem bao nhiêu người không bị, mà chỉ mình bà ta bị. Còn dám chắc là do lâu nhà mình không có chuyện gì lạ, nên bà ấy chủ quan. Thôi thì theo ý con, là cứ làm ma cho bà ta đi đã. Mọi chuyện ma quỷ, con hứa với ông Lý là con sẽ giải quyết. Lão Lý Hào mặc dù bực tức, thế nhưng bây giờ nghe nó nói thì cũng đành thuận theo, chứ biết làm sao được. Lão liền nói: Vậy được, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu không giải được thì tao sẽ lấy cái mạng chó của mày. Vì cái xác trông quá kinh khủng nên Lý Hào đành cho người hạ xuống và làm một cái đám ma nhỏ, rồi chôn cất bà ba một cách sơ sài, chứ không làm rình rang như đám ma của ông Bùng. Đêm hôm ấy, lão bắt tay Hoành phải tiến hành làm lễ ngay để diệt trừ quỷ. Thực tình lão Hoành sợ lắm, vì tài phép của lão chẳng đến đâu. Tuy nhiên lão còn sợ Lý Hào ra tay với mình hơn, vì nếu trót lừa lão thì không đơn giản là phải trả tiền, mà phải trả bằng mạng sống của chính mình. Lão Hoành dặn người nhà Lý Hào chuẩn bị một cái lễ to. Hôm ấy trăng sáng vằng vặc, tất cả mọi người nhà Lý Hào đều hồi hộp chờ lão trổ tài phép thuật. Cũng như lần trước, lão lẩm bẩm khấn vái rồi múa kiếm các kiểu. Tuy nhiên lần này có khác là lão ngậm máu chó rồi phun ra xung quanh. Lão làm như vậy là vì nghe người ta đồn máu chó đen rất độc đối với loài ma quỷ, nên làm xong lão gật gù rồi nói với lão Lý Hào: Bẩm ông Lý, lần này con làm kỹ lắm rồi, ông cứ yên tâm kề cào gối ngủ. Lão Hoành nói vậy nhưng trong lòng lão lo lắm. Chẳng may nhà Lý Hậu có chuyện gì thì chắc chắn cái đầu của lão sẽ không giữ nổi. Nói xong, lão vội vàng xin phép Lý Hậu ra về, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Bà Tư giống như lần trước lại cáo ốm, và lần này lý do chính đáng hơn là bà ta đang mang thai quý tử nên không thể tùy tiện ra ngoài được. Về máu chó mực, lão Hoành phun ra dường như không có ảnh hưởng gì đến bà ta, nên sau khi lão Hoành đi rồi, bà ta cứ thoải mái đi lại, chẳng hề hấn gì. Còn lão Lý, mặc dù hôm nay người vợ thứ ba chết, nhưng xem ra hắn không bận tâm đến điều đó. Điều hắn để ý lúc này, làm sao bắt được nhiều người trong phong trào khởi nghĩa chống Pháp để lập công, và chờ đợi xem cái thai trong bụng của bà Tư liệu có phải là con trai hay không. Niềm hy vọng về đứa con nối dõi tông đường
được đặt lên vai bà Tư. Nên ngay tối hôm đó, mặc dù rất mệt mỏi, hắn vẫn cố gắng đến phòng bà Tư chuyện trò đủ thứ, rồi mới về phòng ngủ. Về phần lão Hoành, sau những giây phút suýt mất mạng, lão trở về nhà đứng ngồi không yên. Bất giác lão nhớ đến nhà mình có chai rượu ngon, nên lấy ra rồi ngồi ở cái chõng tre ngoài hiên, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Quả thật uống rượu vào, lão cảm thấy rất phấn chấn. Lúc này chẳng sợ trời chẳng sợ đất nữa, miệng bắt đầu lè nhà nói: "Cha bố cái lão Lý Hào, có tí tuổi mà hống hách. Ông đây mà luyện được âm binh nha, thì ông cho âm binh vật chết cả nhà mày." Lão cứ thế ngồi nốc rượu rồi mắng ông ổng một mình. May mà nhà lão cũng ở phía ngoài xóm, gần như cách biệt với các nhà trong làng, nên dù có hò hét hay chửi bới ai thì cũng chỉ có một mình lão nghe thấy. Uống hết rượu thì lão cảm thấy buồn ngủ, liền chân nam đá chân chiêu bước vào nhà. Thế nhưng vừa mới được mấy bước thì bỗng dưng xuất hiện một làn gió lạnh thổi vào người, khiến cho lão thầy Hoành rét run cầm cập, buông lời chửi đổng: "Ây, cha bố trời với đất, đang là đầu thu mà lạnh thế không biết nữa." Vừa dứt lời, tự dưng lão cảm thấy bên vai mình lạnh tê tái và lờ mờ cảm nhận thấy có một bàn tay đặt lên trên đó. Giật mình, lão mới quay lại. Thì hỡi ôi, trước mặt lão chính là bà Tư đang nhìn lão với ánh mắt sắc lạnh cùng với nụ cười đầy ma quái. Quá bất ngờ với sự xuất hiện của bà Tư, lão ta lắp bắp: Sao bà Tư lại ở đây? Trời khuya rồi, với lại bà đang bụng mang dạ chữa thế kia." Đáp lại lão là một câu trả lời lạnh lùng và đầy sát khí của bà ta: "Mày đã sống quá lâu rồi, bây giờ mày phải chết đi. Mày định giải trừ tao đó hả? Bây giờ mày không còn cơ hội nữa đâu." Nói xong, bà Tư nhanh chóng hiện thân là một con quỷ, để lộ ra cái đầu lâu với đôi mắt sâu hắm. Sau đó, bà ta giơ bàn tay xương xẩu với những móng vuốt sắc nhọn, chụp luôn vào đầu lão Hoành. Từng dòng máu tươi cứ thế phun ra. Con quỷ cứ vậy hít hà như đang thưởng thức một món ăn ngon. Và rồi trong nháy mắt, thân xác của lão Hoành khô đét lại và chuyển sang tím tái, không khác gì so với cái chết của ông Phú Bùng và bà vợ ba của lão Lý Hào. Sau khi hút máu và dương khí của lão Hoành, chỉ trong thoáng chốc, cái bóng con quỷ trong thân xác bà Tư cứ thế biến mất trong màn đêm u tối, lạnh lẽo. Từ trên bầu trời, tiếng quả bắt đầu kêu vang, khiến cho người dân làng Vũ Hạ lại tiếp tục được một phen hú hồn. Tiếng quả kêu là một điềm xấu, mọi người hiểu rằng chắc chắn là có người chết nữa, nhưng ai chết thì bọn họ hoàn toàn không biết, phải hồi hộp chờ cho đến trời sáng. Và cho đến sáng hôm sau, từ phía nhà lão Hoành bỗng dưng có tiếng kêu thất thanh: "Bớ làng nước ơi, có người chết, thầy Hoành chết rồi bà con ơi." Được cái mồm người này cũng thuộc hàng loa công suất lớn, trong khúc chốc đã thu hút được người dân xóm đông xóm đỏ để xem sự tình ra sao. Những người cùng đinh vốn dĩ gầy gò đen đúa, trông thấy cảnh lão Hoành chết khô nằm sóng xoài ở cái chõng tre thì ai nấy đều thất kinh. Lão Lý nghe tin thầy Hoành chết thì cùng với tay tuần đinh vội vàng có mặt. Nhìn cái xác khô quắc như đã chết lâu ngày bị phơi nắng, khiến cho khuôn mặt lão Lý biến sắc. Một lúc sau, lão mới trấn tĩnh rồi quát lên: "Cha bố tiền sư lão thầy cúng, chắc lại làm cái gì để quỷ nó vật rồi. Mấy thằng lính đâu, cuốn xác của lão rồi đem ra nghĩa địa chôn, khỏi cần ma chay gì hết." Nói rồi, lão quay sang đám dân đen đang chỉ trỏ bàn tán xôn xao mà quát mắt: "Còn chúng mày giải tán về nhà hết cho tao, đứa nào lén phén ở đây tao chặt cục chân." Mặc dù rất tò mò, nhưng cái làng này lão Lý Hào là vua, người nào trái lời hắn thì chỉ có nước rủ xương. Lão vừa dứt lời
thì đám dân đen nhanh chóng giải tán ngay. Chỉ có mấy tay tuần đinh đi cùng với lão là vào nhà lão thầy Hoành kiếm mấy cái chiếu rách rồi cuốn xác lão vào trong đó. Vì lão thầy Hoành không vợ con nên mọi việc cũng nhanh chóng được tiến hành. Cuốn xong cái xác cho lão thì Lý Hào ra lệnh cho đám tuần đinh châm lửa đốt luôn ngôi nhà, vì có để thì nó cũng thành nhà hoang và mảnh đất gần một sào đó nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của Lý Hào. Mặc dù có chút rùng mình, nhưng trước món của cải từ trên trời rơi xuống, lão vẫn cười nói trước cái xác chết của lão thầy Hoành. Thôi thì coi như mày chưa được việc, mảnh đất này phải đền bù cho tao. Nói rồi lão quay sang đám lính mà quát: đem chôn luôn đi, để lâu có khi nó lại bốc mùi tử khí. Chôn xong khi nào á thì thằng ất về báo cho tao, hiểu chưa? Thế là đám lính khiêng xác lão Hoành ra đồng, còn Lý Hào chống cái bà toàn lặng lẽ đi về nhà. Không khí của ngôi làng nhỏ bé ngày hôm nay có vẻ như ngột ngạt. Cảm giác những mùi xú uế của tử khí từ hai cái xác chết của bà Ba và lão Hoành tích tụ thành những đám mây đen sì đang lơ lửng trên tầng không, càng làm cho quang cảnh trở nên u ám. Về việc quỷ xuất hiện ở nhà mình, thực tình Lý Hào cũng chỉ nghe từ miệng của lão Hoành mà thôi, chứ hình dáng mặt mũi nó thế nào lão ta không biết. Bất giác lão chợt nghĩ đến bố mình, vợ mình và cả lão Hoành. Có lẽ tới số rồi, hoặc giả dụ có quỷ đi chăng nữa thì nó đâu có bắt lão. Vì nếu trừng phạt kẻ ác thì chắc chắn phải là lão đầu tiên. Lão là kẻ gây biết bao tội ác cơ mà. Thậm chí đã có rất nhiều xác chết đã nằm ở dưới chân lão. Với suy nghĩ ấy, lão đột nhiên cười lớn, làm cho tất cả người đi đường phải sợ hãi. Ai cũng khép nép tránh và giạt đi vào một bên, không dám ngoe ngoẩy. Chợt lão reo lên trong khóe miệng: Đúng rồi, Mình Đường là một lý trưởng, sao thần hồn lại nát thần tính được. Nói xong lão lại cười, một nụ cười thỏa mãn. Và quả thật, sau cái chết của bà Ba và lão thầy Hoành thì nhà lão cũng không xảy ra việc gì. Thỉnh thoảng lão chỉ gặp ác mộng một chút thôi, nhưng lão biết rằng do ban ngày lão đi bắt bớ chém giết những người chống Tây nên tối về chỉ mộng mị thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện gì cả. Và rồi cái ngày bà Tư sinh nở cũng đã đến, một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Thế nhưng xung quanh người nó lại có những vết mờ mờ màu đỏ, giống như những vết bớt không rõ ràng. Thằng bé sinh ra không khóc, mà vừa mở mắt nó đã cười. Có điều nụ cười của nó lại có chút méo mó, vặn vẹo, giống như những người cùng đinh hơn là giống Lý Hào. Lão ta bất giác nhận ra khuôn mặt của nó quen lắm, nhưng lão không nhớ rõ. Mà điều kỳ quái, khi thằng bé cười, mồm nó mở toang hoác, nhưng hình như không có lưỡi thì phải. Lão Lý Hào giật mình nhận ra điều ấy và cố gắng mở mồm nó ra để kiểm tra. Quả thật thằng bé không có lưỡi. Điều đó khiến lão buồn lòng, vì nhớ lại trong quá khứ đã ra lệnh và trực tiếp cắt lưỡi không biết bao nhiêu người. Có lẽ đó cũng là một phần nghiệp báo. Đang mãi suy nghĩ thì bà Tư thều thào: Sao có thằng cô nói giỏi rồi mà mình không vui vậy? Lúc này Lý Hào mới trả lời như mếu: Thằng bé không có lưỡi, chẳng biết sau này nó có nói được không. Trái lại với sự lo lắng của chồng, bà Tư nở một nụ cười khó hiểu, rồi bà trả lời: Nó nói được hay không thì còn phải xem ở ý trời. Nó là con trai, cái quan trọng nhất là nhà mình đã có người chống gậy. Chứ cứ toàn lũ vịt trời như bà cả, bà hai và bà ba xấu số thì nhà cao cửa rộng còn rễ ở, tiền bạc chỉ để cháu ngoại tiêu mà thôi. Nghe bà Tư nói thế, lão Lý Hào cũng lấy làm an ủi phần nào. Đúng là nó có cầm thì nó vẫn là con trai, vẫn là người hương hỏa cho lão sau này. Lớn lên nhà lão nhiều tiền thì tìm vợ cho nó không khó, cứ cưới cho nó thật nhiều vợ
đến khi nào rặn ra thằng cháu đích tôn thì thôi. Thế cho nên trong giây phút ấy, lão bế luôn thằng bé trên tay, rồi vỗ vỗ mông dỗ dành. Con ngoan của thầy, con đúng là con ngoan của thầy. Lớn lên còn lại được làm cụ Chánh hoặc cụ Lý như thầy còn nha. À không, còn phải làm quan tri huyện cái huyện này thì mới quách được. Thằng bé như hiểu được lời lão nên nó nở một nụ cười. Thật sự đó là một nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ, khiến cho lão Lý có chút rùng mình, sống lưng lạnh toát. Lão đặt thằng bé xuống cạnh bà Tư rồi vội nói: Thôi thôi, mình cho nó bú mớm gì đi, tôi nhìn thấy nó có vẻ đói đấy. Mà đặt tên cho nó là Đồng nha. Tôi là Hào thì nó phải là Đồng, thì nhà mình mới đời đời phú quý được. Vậy nha, tôi đi đây. Dứt lời, lão ta nhanh chân đi luôn ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn bà Tư. Bà Tư thấy bộ dáng đó của chồng thì nở một nụ cười có chút khác lạ. Nụ cười chẳng biết là vui hay oán hận nữa. Có lẽ sự xuất hiện của thằng bé Đồng này chưa hẳn đã là điềm may của lão Lý Hào. Bởi vì dù gì, đó chính là đứa con của quỷ sinh ra. Bà Tư sau sinh thì nguyên khí suy giảm nặng nề, gần như không thể đi ra ngoài được. Mọi thứ phải nhờ người hầu, là một người đàn bà ngoài 50 tuổi chăm sóc. Có lẽ bà Tư không biết được, việc sinh ra một đứa con lai người và quỷ, nó lại trở nên vất vả như thế. Cái thứ bà khao khát bây giờ, đó chính là máu tươi và dương khí của người. Cái thứ mà sau khi chết của lão thầy Hoành, bà chưa được thưởng thức. Vì nếu làm nhiều quá, thì bà dễ bị lộ chân tướng, và việc lớn sẽ không thành công. Hôm nay trăng sáng tỏ một màu bằng bạc từ trên cao chiếu xuống, làm cho toàn bộ những dãy nhà ngang, nhà dọc của lão Lý Hào được phủ một lớp áo mới. Thế nhưng trông nó vẫn âm u rất đáng sợ. Nhất là từ căn phòng của bà Tư, có một làn khói kỳ dị cứ thế bay lên, khiến cho cơ thể bà ta trở nên bức rất khó chịu. Bà ta bắt đầu hiện lại thân quỷ. Cũng may lúc này trong phòng không có ai ngoài thằng cu Đồng đang ngủ say bên cạnh bà ta. Ngoài trời tiếng quạ, tiếng chim lợn cứ réo rắt từng hồi, càng làm cho bà ta bức rứt không thôi. Lúc này, bà ta đang thèm máu người, thèm một cách điên dại. Đang lên cơn thèm, thì bất giác có tiếng gõ cửa. Bà nghe thấy tiếng đó, rồi thì thào hỏi: Ai ở ngoài đấy đó? Ngoài kia có tiếng trả lời: Chị cả và chị hai đến thăm em đây. Từ lúc em sinh nở đến giờ, hai chị chưa có dịp vào thăm. Tối nay hai chị làm canh gà để cho em tẩm bổ đó. Mặc dù không nói ra, nhưng bà Tư cũng biết không chỉ có bà ba, mà bà cả, bà hai cũng ghen ghét mình. Biết rằng hai bà kia đến đây thì chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp. Biết đâu canh gà đó có thuốc độc, hại chết cả mẹ lẫn con. Về phần bà cả bà hai thì đúng thật là không ưa gì bà Tư. Khi nghe tin bà Tư đẻ ra thằng bé không có lưỡi, hai bà mừng lắm. Nhiều lần muốn đến thăm bà Tư để xem thực hư như thế nào, nhưng còn sợ lão Lý Hào. Tối nay lão Lý Hào vắng nhà nên hai bà vào xem, mang tiếng là thăm bà Tư sau sinh, nhưng chủ yếu là xem thằng bé có lưỡi không mà thôi. Cánh cửa không đóng, hai bà vội đẩy vào. Mới đi được mấy bước thì hai cánh cửa đóng sập một cái. Không gian trong căn phòng lúc này tỏa ra khí lạnh, khiến hai bà phải suýt xoa liên tục. Đã vậy, ánh đèn cầy trong căn phòng còn mờ ảo, càng khiến cho cả hai bà có chút sợ hãi. Vì là màn đã buông xuống nên cả hai bà không nhìn rõ bà Tư đâu. Bà cả khi ấy mới lên tiếng: Em Tư đâu rồi? Hai chị đến rồi đây, sao phòng của em lạnh thế? Bà Tư vì chân khí mất quá nhiều nên không thể về ngay được bộ dạng xinh đẹp. Bà ta cứ ở trong cái màn đó buông xuống, nói ra bằng cái giọng đầy âm u lạnh lẽo: Em ở trong đây, mới sinh đỡ cho nên em không tiện ra ngoài.
có gì mong hai chị thông cảm cho em. Bà Hai khi ấy đặt bát canh xuống, rồi nhanh nhẩu lên tiếng. Không sao đâu em, hai chị đến đây chỉ thăm con một chút rồi về thôi. Chị mở màn ra nha. Các bà vốn dĩ là những bà chủ nên quen thói tự tiện. Bà Hai vừa nói xong thì cả hai cùng nhau chạy lại giường, lật màn lên. Thì trời ơi, trước mặt bọn họ, một đứa bé đang nằm ngủ. Nhưng ngồi trên giường không phải là bà Tư xinh đẹp, mà là một cái thây với khuôn mặt đầu lâu xương sọ, với hốc mắt sâu hóm đang nhìn hai bà. Quá sợ hãi, hai bà ngã ngửa về đằng sau, định hét lên cho mọi người biết. Nhưng con quỷ lúc này nhanh như cắt, nó nhảy đến rồi dùng hai bàn tay của mình cùng với những móng tay nhọn hoắt bóp vào đầu hai bà. Những dòng máu tươi cứ thế chảy ra nóng hổi. Con nữ quỷ cứ thế hít hà, tỏ vẻ sung sướng thích thú. Hai cái xác bắt đầu thâm sì rồi co quắp lại. Con nữ quỷ sau khi uống máu tươi và hít dương khí, nó bắt đầu hiện lại hình dáng xinh đẹp của bà Tư với thần thái quyến rũ như trước. Sau khi hút dương khí, bà ta nhếch mép cười. Tôi không muốn làm hại ai, nhưng mà do hai bà tự dưng dẫn xác đến. Đừng có trách tôi. Lúc này ở ngoài trời, tiếng quạ và chim lợn kêu mỗi lúc một thảm thiết hơn, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Đám người làm của Lý Hào còn thở không ra hơi, nằm trong nhà, tay chân họ cứ rung lên cầm cập. Một đêm ma quái cứ dài đằng đẵng trôi qua, và đến sáng hôm sau thì lại có tiếng trì hô của hai đứa hầu gái vang lên thất thanh. Trời ơi, có người chết, có người chết, bố làng nước ơi. Tiếng kêu la phát ra từ phòng của bà cả và bà Hai. Khi mọi người đến thì hai cái xác quắt quèo thâm sì đang treo lủng lẳng ở giữa phòng, giống như một vụ tự tử. Thế nhưng cũng giống như bà Ba trước kia, bà cả và bà Hai cũng có tạng người béo phây phây. Thế mà chỉ qua một đêm đã biến thành như thế này thì quả thật là điều kinh khủng. Lão Lý Hào đang ở trên huyện, nghe hay tin vợ mình chết thì mặt mày biến sắc, tức tốc về ngay. Đi được độ hơn nửa canh giờ, cuối cùng lão cũng về đến nhà. Chứng kiến hai cái chết giống hệt của bà vợ thứ ba thì lão ta rú lên đau đớn, đấm ngực thùm thụp. Vì dù gì hai bà cũng đã cùng lão đầu ấp tay gối. Một kẻ máu lạnh giết người như ngoé, không ngờ lại chứng kiến cảnh những người vợ của mình ra đi một cách như thế. Lúc này mùi tử khí của hai bà bỗng chốc bốc lên nồng nặc, giống như mùi chuột chết, đã nhanh chóng thu hút bọn ruồi nhặng ở đâu kéo đến, cứ vò ve. Không còn cách nào khác, lão Lý Hậu ra lệnh cho đám người làm. Chúng mày sang nhà lão Bành mua hai cổ quan tài tốt tốt một chút, rồi bảo lão Quách sang khâm liệm hai bà đi, nhanh lên. Còn mấy thằng còn lại, hạ tử thì hai bà xuống. Để như thế này thì có khi người đang sống khỏe mạnh cũng nhăn răng mà chết nữa chứ chẳng chơi. Nghe lời lão Lý, bọn người làm nhanh chóng thực hiện. Độ khoảng một canh giờ sau, mọi thứ đã hoàn tất để đưa quan tài hai bà ra nghĩa địa mà không cần làm ma chay. Vì lão Hào biết, nếu không chôn ngay thì mùi tử khí kia lại bốc ra nồng nặc hơn, và có khi lại xuất hiện những điều ma quỷ giống như đám ma ông bùng bố của lão. Khi đám người khiêng quan tài chuẩn bị ra nghĩa địa thì bà Tư lúc đó từ căn phòng của mình đi ra. Dáng người và khuôn mặt của bà thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc trước khi mang bầu, khiến tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ không nỡ khuyên bà vào trong phòng, mặc dù bà ta đang ở cử, cứ thế ngây người ra ngắm. Đến lão Lý Hào vừa chứng kiến cái xác ghê rợn của hai bà vợ còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng trông thấy người vợ thứ tư của mình quyến rũ như vậy thì cũng phải ngẩn ngơ một lúc rồi lên tiếng. Ơ kìa, sao mình không vào trong nhà, ở ngoài này gió mấy, với lại vừa có người mới chết, tử khí còn rất nồng. Các cụ chả bảo gái đẻ phải kiêng người chết còn gì. Bà Tư chỉ cười cười, một nụ cười có chút thần bí. Bà nói, dù gì cũng là người một nhà mà, hai chị ấy đi rồi, em cũng phải ra tiễn một chút cho phải đạo chứ, không người ta lại đánh giá em vô tình vô nghĩa. Nói là nói như vậy, thế nhưng Lý Hào và đám người ở đều cảm nhận thấy từng câu, từng chữ nghe lạnh lẽo u ám.
Lý Hạo lúc này lòng rối như tơ vò. Lão liền nói: "Mình vào trong phòng ngủ đi. Còn thằng Đồng nữa, đứng ngoài này không tốt, chẳng may phải xài lại ảnh hưởng đến con." Nghe lão Lý Hạo nói, ánh mắt bà Tư chỉ ánh lên một tia sắc lạnh, nhìn vào hai cổ quan tài. Bà ta nở một nụ cười có chút ma quái rồi đi vào trong nhà. Thế nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó. Cái họ nghĩ là vì sao hai bà vợ của lão Lý Hào lại chết nhanh chóng và thê thảm như vậy. Nhiều người nói lão làm quá nhiều việc ác nên vợ bị vạ lây, rồi sau này lại đến đời con của lão nữa. Thế nhưng Lý Hào lại nghĩ khác. Sau khi chôn cất vợ xong, lão gọi một tên người làm lại, rồi thì thào to nhỏ, nghe rất bí hiểm. Điều đó như báo hiệu cho một sự gì không hay chuẩn bị diễn ra ở ngôi nhà này. Quả thật vậy, tối hôm đó, tại phòng khách nhà Lý Hào xuất hiện một người đàn ông mặc bộ áo choàng màu vàng, lưng áo có hình bát quái, tay lầm lầm thành kiếm gỗ, mắt phủ màn trắng một bên. Thế nhưng ông ta bảo đó là mắt âm dương, có thể nhìn thấu được mọi việc ở trên đời, và tự xưng là thầy pháp có thể trừ ma diệt quỷ, tên là Bang. Đây là người mà mấy hôm trước Lý Hào lên phố huyện chơi và được người ta giới thiệu. Tưởng rằng sau bao lâu không còn hiện tượng ma quỷ nữa, nay lại có việc phải mời đến. Vừa bước vào nhà, tài thầy Bang đã lên tiếng khen: "Nhà ông Lý quả là huyện này chẳng mấy ai được như thế này. Tiếc rằng trong nhà ông đang nuôi quỷ nên mấy bà vợ của ông mới vong mạng. Tôi nói thật ông đừng sợ, nhưng mà nhà ông chỗ nào cũng có vương vấn âm khí của quỷ." Lão Lý vốn là kẻ hậm hĩnh, chẳng sợ ai, nhưng trước câu nói của tay thầy Bang thì lão có chút rùng mình, lắp bắp hỏi lại: Thầy nói sao? Tôi nuôi quỷ ư? Nhà tôi đâu có thờ cúng gì ai đâu, mà ma với chẳng quỷ." Nghe đến đây, tay thầy Bang bật cười rồi nói: "Tôi đâu bảo nhà ông thờ quỷ, mà quỷ nó nhập vào người sống đang ở trong nhà ông đấy. Ông có hiểu ý tôi không? Mắt âm dương của tôi không bao giờ nhầm được đâu. Nhất là từ lúc tôi vào đây, nó cứ giật lên liên tục." Nghe đến đây thì mồ hôi của Lý Hào vã ra như tắm. Lão liền hỏi: "Vậy thầy có biết nó nhập vào xác ai không? Nếu biết, tôi còn cho người giải nó đến đây để thầy xử lý." "Chuyện này không đơn giản thế đâu. Nếu xong sọc làm bây giờ thì e rằng bức dây động rừng. Hơn nữa nếu ông cho người vào gặp nó bây giờ thì cho cùng dứt dậu, nó sẽ giết hết tất cả. Mọi việc cứ để tôi, tôi sẽ đặt bùa để dẫn dụ nó. Lúc đó thì mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay. Quan trọng bây giờ là ông Lý chịu chi. Giá là 50 đồng, không thiếu một xu. Còn bằng không thì tôi nghĩ ông nên mời người khác đi." Lão Lý Hào nghe nói đến số tiền lớn thì có chút ngần ngừ, nhưng đã rơi vào tình thế này, lão ta đành cắn răng bỏ tiền ra, vì lão cũng hiểu được rằng dù có nhiều tiền mà không bảo toàn được mạng sống thì cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Vậy là cuộc giao dịch nhanh chóng được diễn ra. Lão thầy Bang cầm tiền và ở lại nhà lão Lý Hào ngay hôm đó. Sau một hồi thăm dò, lão đi quanh nhà đặt thứ bùa gì đó trông có vẻ rất thần bí. Sự xuất hiện của lão ở đây chỉ có Lý Hào và thằng người làm biết, nên những hành động của lão diễn ra hết sức gọn lẹ, rồi nhanh chóng về phòng cùng với lão Lý Hào, bắt đầu bày ra một trận pháp. Lão Lý hồi hộp nhìn ra ngoài cửa, thì những nơi mà lão thầy Bang đặt bùa tự dưng biến thành những đồng nhân vàng rực, và chúng nó bắt đầu đi đến từng phòng. Nhưng đến phòng của bà Tư thì cả lũ chúng nó cùng nhau dừng lại. Trong thấy cảnh đó, lão Lý Hào mới lắp bắp: Nghĩa là sao? Cả lũ độc nhân kia đều đứng trước phòng bà Tư vợ tôi." Lão thầy Bang vẫn nhắm mắt rồi trả lời: "Vậy bà ta chính là quỷ mượn xác người." Nghe câu đó như sét đánh ngang tai, làm cho Lý Hào bỗng rũng chân tay. Lão cố gắng hỏi lại: "Nếu là quỷ thì làm sao có còn với tôi được? Điều này là vô lý. Tôi đã nói với ông là nó mượn xác rồi còn gì. Mà đã là con người
thì nó vẫn có thể có con với ông bình thường. Ông chờ xem đi, kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi đấy. Lúc này bà Tư trong căn phòng kia bị tư ánh sáng vàng rực của lũ đồng nhân chiếu vào thì biết rằng việc mình là quỷ đã bị lộ. Bà ta liền hiện thân là một con quỷ. Nữ quỷ đạp tung cửa rồi lao về đám đồng nhân mà giao chiến. Thế nhưng đám đồng nhân kia mặc dù vô tri vô giác, nhưng có lão thầy ban điều khiển nên nhanh chóng hình thành trận pháp vây quanh nữ quỷ. Trong phút chốc, nữ quỷ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nó bắt đầu chỉa những ngón tay xương xẩu với những móng tay sắc nhọn lao vào đám đồng nhân nhằm bóp nát đầu chúng nó. Tuy nhiên đám đồng nhân nhanh chóng bóp lấy tay con nữ quỷ rồi bẻ quặt ra, chân thì bị đám còn lại giữ chặt. Nữ quỷ điên tiết giãy giụa nhưng không tài nào có thể chạy được. Lão thầy ban lúc đó đứng lên và nói: "Đã giải quyết nó xong rồi, bây giờ phải hỏi nó vì sao lại mượn xác người khác để trà trộn vào nhà ông gây chuyện như vậy." Lý Hào nãy giờ chứng kiến một màn làm phép vô cùng cao siêu của lão thầy ban thì không ngừng thán phục. Lão lẻo đẻo theo sau để xem sự tình thế nào. Con quỷ kia lúc này nó đã hiện thân về hình dáng của bà Tư xinh đẹp. Nhìn thấy sự xuất hiện của Lý Hào, bà ta liền cầu cứu: "Mình ơi, mình cứu em với, người này làm phép hại em." Lý Hào nghe nói thế thì chỉ vào mặt bà ta mà quát lên: "Con nữ quỷ mày to gan, mày từ đâu đến, sao mày lại hại cả nhà tao hả?" Biết không thể giấu được nên bà Tư lại biến thành con quỷ rồi nói bằng giọng căm phẫn: "Lý Hào, mày còn nhớ 5 năm trước không? Bố mày và mày không khác gì hai con cầm thú nhân lúc tao đi làm đồng một mình. Hai bố con mày đã ra tay cưỡng hiếp tao, sau đó lại chính là mày lên cơn ác thú. Mày chặt xác tao thành mấy mảnh, rồi mày ném xuống con sông đầu làng Vũ Hà này, khiến thân xác tao phải trôi dạt mỗi thứ một nơi. Tao phải đợi mãi mới có người hợp vía tao. Đó chính là con bưởi mà mày cưới nó về làm bà Tư đó. Nó vốn dĩ là gái nhà lành, bị bố mẹ gán nợ cho bọn chủ nợ. Chúng nó chơi chán chê rồi bán cho Lầu Xanh để người ta mua vui, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nên nó tìm đến cái chết. Và cuối cùng nó trầm mình xuống đúng cái khúc sông mà hồn phách của tao đang ngủ ở đó. Con bưởi nó chưa chết hẳn, tuy nhiên hồn phách của nó yếu ớt, cho nên chính tao nhập vào nó. Điều may mắn với tao là chính mày lại mê con bưởi như điếu đổ. Tiếc rằng tao mới chỉ giết được bố mày, còn mày thì do lá bùa ở sau lưng nên tao chưa có ra tay được. Ba bà vợ của mày cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ tao dù là ma quỷ nhưng tao không muốn giết người vô tội. Chuyện của tao là như thế, bọn mày muốn chém muốn giết thì tùy, dù gì bây giờ tao cũng đã trong tay bọn mày rồi, có khác nào cá nằm trên thớt đâu." Nghe nữ quỷ nói, Lý Hào mồ hôi lại càng vã ra nhiều hơn. Lúc đó lão nhìn vào hốc mắt của con quỷ, nói bằng giọng hả hê: "À, thì ra mày là con Tầm. Không ngờ mày đã hóa quỷ quay về trả thù tao. Nhưng có lẽ thằng Lý Hào này còn cao số." Lý Hào cười như một tên điên dại rồi quay lại chỗ lão thầy: "Thầy giúp tôi đánh cho nó hồn phi phách tán, tôi sẽ đưa cho thầy thêm 5 đồng nữa. Tôi hứa, tôi bảo đảm, thầy cứ làm đi." Lão Bàng vốn là người mê tiền, Lý Hào vừa nói thế lão liền gỡ tay ra lấy tiền. Nhận tiền xong, lão liền đút vào trong túi rồi lấy ra một đạo bùa vàng vàng đỏ đỏ và đưa lên miệng lẩm bẩm độc chú. Sau đó lão liền ốp thẳng lá bùa vào trán con quỷ nữ, khiến cho nó rú lên đau đớn rồi toàn thân bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc và nhanh chóng tan biến vào không trung. Đám đồng nhân kia xong nhiệm vụ thì hóa thành làn khói trắng trở về vị trí những lá bùa mà lão thầy ban đã đặt lúc tối.
Khi ấy Lý Hầu như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Thầy xem, còn thằng bé trong kia thì xử lý thế nào? Nó là con của tôi và con quỷ cái kia đó." Lão thầy nghe hỏi vậy, lão ta cười cười rồi nói: "Thằng bé này nửa chân thân của nó là quỷ đấy, nhưng nó lại là dòng máu nhà ông. Nếu giết nó cũng được, nhưng tôi thấy ông toàn đẻ con gái mà nó lại là con trai, nên cần phải suy nghĩ lại. Tôi cho ông một lá bùa này, bảo đảm tính quỷ của nó sẽ bị kìm hãm. Mà này, ông thử cởi áo để tôi xem lá bùa đó như thế nào mà ông tránh được quỷ." Lão Bang vừa nói vừa đưa lá bùa cho Lý Hầu. Còn lão Lý nhận bùa xong thì lật áo cho lão thầy xem. Lão Bang xem xong thì gật gù: "Ông quá là may mắn khi có hình xăm lá bùa này. Người vẽ cho ông quá là tài phép cao siêu, bảo sao con nữ quỷ kia không làm gì được. Ông có lá bùa này rồi thì yên tâm đi, vẫn cứ nên để con lại, sau này nói dõi tông đường." Lão Lý nghe thế thì phấn khởi, lão định mời thầy Bang vào nhà uống nước cảm ơn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lão ta đã biến mất. Tiếng lão thầy sau khi biến mất còn vang vọng ở trong gió: "Lúc nào cần thì cứ gọi tôi. Cảm ơn ông Lý đã hậu đãi." Lão Lý sau khi tiêu diệt con quỷ xong, trong lòng nhẹ nhõm như trút được bao nhiêu gánh nặng. Lão liền rảo bước vào trong phòng để xem thằng cu đồng của lão thế nào. Thằng cu đồng vừa nhìn thấy lão Lý thì nó nở một nụ cười. Lần này nụ cười của nó không còn méo mó đáng sợ như trước, khuôn mặt cũng trở nên hiền hòa, khiến cho lão Lý tự dưng cảm thấy yêu mến nó hơn. Lão ôm lấy thằng bé vào lòng rồi gọi cho bà Vú vào, giao nhiệm vụ phải cố gắng hết sức để chăm bẩm thằng bé, tuyệt nhiên không để nó thiếu cái gì. Và từ đấy, thằng cu đồng được nuôi dưỡng cẩn thận dưới bàn tay của bà Vú. Càng lớn, thằng bé càng tỏ ra tinh ranh, hay trêu chọc người làm trong nhà. Điều khiến Lý Hào cứ mãi buồn lòng là miệng nó không có lưỡi, và nói chuyện với ai đều ú a ú ớ, dùng tay chỉ trỏ để làm ngôn ngữ nói của mình. Nhờ lá bùa của thầy Bang nên quỷ khí của thằng bé cũng được tiết chế lại cho đến khi nó 14 tuổi. Một lần Lý Hào lên phố huyện chơi, chẳng hiểu kiểu gì, dù đã cất giữ rất cẩn thận nhưng lại để bị mất. Định bụng gặp thầy Bang để xin lại bùa, nhưng lúc này thầy Bang không còn ở đây nữa. Nghe mọi người kể, lão Bang vào tận trong miền Nam để vân du sơn thủy. Trong lòng Lý Hào có chút buồn bã, nhưng khi nhớ lại hình xăm lá bùa đằng sau bả vai của mình thì có chút yên tâm. Bù lại lần này, lão gặp quá bùa vô cùng xinh đẹp mà lại chưa có con. Nghe nói chồng cô ta vốn là lính đi sang tận bên Âu Châu đánh thuê cho người Tây rồi chết bỏ xác ở đấy. Ả tên Thùy, nhưng không Thùy Mỹ nết na gì. Chồng đi xa, ở nhà cũng cắm cho vài chục cái sừng rồi. Đến khi chồng chết, ả ta chẳng cần phải khép kín nữa, mà trở thành món đồ chơi cho hết ông phú này đến ông chánh kia, và bây giờ là lão Lý Hào. Anh ả gặp nhau như buồn ngủ gặp chiếu manh. Khi Lý Hào chợt nhận ra bây giờ mình đang cần một người vợ sau một thời gian dài chưa có ai nâng khăn sửa túi. Còn ả thì biết rằng tuổi xuân cũng chẳng được bao lâu, nếu không tìm được tấm chồng thì sau này chẳng biết bấu víu vào đâu. Và sau cái đợt ấy, mụ Thùy chính thức là vợ của Lý Hào. Còn Lý Hào bây giờ đã cưới người vợ thứ năm rồi. Ngày cưới vợ mới, lão Lý Hào mừng cứ như bắt được vàng. Lão uống say sưa, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đưa tiễn vị khách cuối cùng ra về, và đủ sức động phòng với mụ Thùy. Vì là gái muốn dậm tình trường, bao nhiêu mánh khóe chiều đàn ông, hôm đó ả ta dở ra hết, khiến cho lão Lý Hào bước vào cõi tiên cảnh. Thằng cô đồng bây giờ nó cũng đã lớn, nó hiểu nhiều chuyện mặc dù nó câm. Đêm hôm đó, bố và dì động phòng thì nó chính là thằng nhìn lén hai người. Ánh mắt nó tự dưng đỏ rực, rồi nó nở nụ cười có chút ma mảnh.
bất giác từ cổ họng của nó, mặc dù là câm, nhưng vẫn phát ra một câu nhẹ nhẹ như ai đó rền rĩ. Rồi mày sẽ chết. Câu đó vừa dứt thì nó đi về phòng luôn. Và bất chợt cơn mưa rào từ trên trời trút xuống cùng với sấm sét đi đùng, như báo hiệu một cơn giông tố chuẩn bị xuất hiện. Cho đến sáng hôm sau, mụ Thùy gặp được thằng Đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng mụ ta không có chút e dè. Đứng trước lão Hào, mụ ta ôm chặt lấy nó mà nói, như để cho cả lão ta nghe thấy. Dì sẽ thương yêu con như là mẹ của con. Thằng Đồng lúc này nó đã lớn, nó dần khát khao về thân xác của người khác giới. Cái ôm đó khiến nó đờ ra như khúc gỗ khi cảm nhận được cặp ngực to quá khổ của mụ Thùy đang thở phập phồng, cùng với hình ảnh lõa lồ của mụ ta hôm qua khi phục vụ bố nó. Bất chợt nó ghé sát vào cổ của mụ ta để ngửi cái mùi hương dịu dịu đầy sức quyến rũ lan tỏa. Thấy hai dì con nó có vẻ quý mến nhau, lão Lý liền hồ hởi. Từ nay dì Thủy sẽ là người mẹ thứ hai của con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời dì ấy. Con mà không ngoan là thầy đánh đòn đấy, hiểu chưa? Chuyện thằng cu Đồng là con của nữ quỷ, được người trong nhà giữ kín như bưng vì ai cũng sợ uy của ông Lý. Nếu nói ra chuyện đó, chẳng khác nào bôi trò trắc trấu vào mặt ông ta. Thằng bé cũng chỉ biết đến bà vú nuôi, nhưng cách đây mấy năm, bà vú ấy cũng đã chết. Lúc đó nó cũng buồn lắm, nhưng trẻ con mà, nhanh buồn cũng nhanh quên. Do vậy bây giờ có lẽ hình ảnh về bà vú cũng đã dần mờ nhạt trong tâm trí nó. Lão Lý Hào đang vui vẻ thì có tiếng gọi hớt hờ hớt hải của thằng lính canh. Dạ bẩm ông Lý, có chuyện lớn rồi. Con nghe đâu á, thằng Cường trước kia theo bọn nổi loạn chống lại quan Tây, nay nó đã về làng. Nó lại còn dẫn mấy thằng cùng đinh đến ruộng nhà ông Lý để đòi ruộng đấy ạ. Nghe đến đây, lão Lý Hào tự dưng đôi mắt đỏ rực như hai hòn than, tay cầm cái ba toàn cứ thế dập mạnh xuống đất bồm bộp. Lão rít lên trong kẽ răng. Mẹ cha nó, thằng này láo, đã phản loạn rồi còn về đây à? Thế nó kéo theo bao nhiêu người? Dạ bảo ông Lý, là 5 người cả thảy à? Lão Lý Hào nghe thấy thế lại rít lên. Mày đi gọi thêm 10 thằng tuần đinh đi theo tao. Tao ra đập chết chúng nó, rồi giải lên quan tay lĩnh thưởng. Đúng là bọn này chán sống rồi. Nói rồi, lão mặc kệ cho thằng Đồng và mụ Thùy ở đấy, vội vàng kéo bọn tuần đinh đi ra đồng. Lúc này thằng Đồng mới buông mụ Thùy ra, rồi đã ra dấu ý muốn nói những chuyện như thế này là hết sức bình thường, vì ở đây lâu dần sẽ quen. Chẳng biết mụ Thùy có hiểu ý nó nói hay không, nhưng cũng gật đầu rồi mỉm cười với nó. Trong suy nghĩ của nó lúc này, mụ chỉ như là một quân bài để giúp nó giải cái bùa ở trên vai của lão Lý Hào. Thế là nó dẫn mụ ta vào phòng của mình. Mụ Thùy mặc dù chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo nó. Khi đến nơi, mụ mới thấy rằng thằng bé này mặc dù câm, nhưng nó rất gọn gàng ngăn nắp và đặc biệt là khá khéo tay. Những bức tranh nó vẽ đều rất sống động. Có lẽ điều này lão Lý Hào không biết. Nó giơ một bức tranh có hình người phụ nữ đang ngồi ghế, rồi chỉ vào mụ Thùy như muốn nói mụ giống người trong bức tranh. Khi mụ ta đưa lên ngắm thì quả thật có rất nhiều nét giống mình, nên cứ ngắm mãi không chịu buông. Lúc này bất giác mụ ta thấy người phụ nữ đó từ trong bức tranh nhảy ra. Đầu óc mụ ta quay cuồng, nhìn sang thằng Đồng như muốn cầu cứu nó. Nhưng nó không những không giúp, mà còn nở một nụ cười méo mó vặn vẹo. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng the thé chẳng giống ai. Nó nói như ra lệnh. Nhập hồn vào cho tao. Cái bóng mờ kia trong phút chốc nhập luôn vào người mụ Thùy, rồi cười lên re ré đáng sợ. Nó cất lên tiếng nói. Tôi sẽ làm theo ý của cậu. Thằng Đồng nghe thấy
nó liền tiếp tục phát ra tiếng ở cổ. Hãy phục vụ ta như lão Lý Hào. Trong phút chốc, Mụ Thùy cởi bỏ quần áo. Thằng Đồng nhìn thấy hình ảnh lõa lồ đó, nó như con hổ ngấu nghiến lao vào mụ, làm trò loạn luân với mẹ kế. Xong xuôi, nó đưa Mụ Thùy một lọ màu xanh, chẳng hiểu nó là thứ dung dịch gì. Rồi nó nói: "Dì hãy dùng thứ này lao lên lưng của lão Lý Hào thì lá bùa sẽ lập tức biến mất." Mụ Thùy cầm lấy lọ dung dịch rồi nở nụ cười. Bà ta bước ra khỏi phòng. Thằng Đồng nhìn theo, rồi cổ họng nó lại cất tiếng nói quỷ dị. "Rồi mày sẽ chết. Mày sẽ chết." Về phần lão Lý Hào, sau khi đã ra tay hạ sát năm người kia, lão chặt luôn đầu của bọn chúng, rồi cầm lên bọn quan tay báo công là đã giết được lũ phản loạn để lĩnh thưởng. Cầm tiền trong tay, lão hí hửng. Thế nhưng vừa đi đến giữa đường thì trời đổ mưa to. Cơn mưa bất chợt khiến cho lão và đám người có phần lúng túng vì không có gì che. Hơn nữa chỗ đó rất vắng vẻ, đồng không mông quạnh, chẳng có cây cối. Thế là lão đành lệnh cho đám người đánh liều chạy về. Khi về đến nhà, toàn thân cũng đã ướt sũng, người run lên cầm cập. Lão cảm thấy trong người nóng hầm hập như đi từ lò than ra. Mụ Thùy kỳ ấy đi ra nhìn thấy lão Lý. Mụ ta trách móc: "Ông Lý chủ quan với sức khỏe của mình quá đi. Đã ngoài 50 rồi, cứ phằng phằng như đám thanh niên ấy. Sốt rồi đây này. Vào phòng trong đi, để em đánh cảm cho. Chứ cười như thế này thì chết." Nói rồi, mụ ta gọi với xuống nhà dưới: "Cái sen đâu? Mày lấy cho tao chậu nước ấm mang vào phòng, để tao lau người cho ông Lý nè. Nhanh lên, chậm trễ ông Lý mà ốm nặng, tao cho rủ đòn nghe chưa." Lão Lý Hào bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, đành đưa đống tiền cho mụ Thùy rồi gục xuống giường nằm mê man. Bàn tay mụ Thùy bắt đầu mân mê đưa lên cơ thể của lão Lý, bóp bóp nắng nắng. Rồi mụ ta giả vờ như thương xót: "Ông Lý cứ vì việc công như thế này thì em xót ruột lắm. Làm việc thì cũng có lúc nghỉ ngơi chứ. Mới hôm qua làm người ta hùng hục, mà hôm nay đã chạy đi bắt bớ quân phản loạn ngay rồi. Ê, trần đời này chắc chỉ có mỗi ông Lý mà thôi đấy. Bây giờ ốm rồi nè, rõ khổ." Thế nhưng có lẽ vì quá mệt nên Lý Hào nằm ly bì ra, chẳng nói thêm được điều gì. Mụ Thùy biết thời cơ đã đến, bắt đầu cởi áo lão ra, rồi đẩy người lão nằm úp xuống. Hiện ra trước mắt mụ lúc này quả thật là một hình xăm giống lá bùa với hình thù quỷ quái. Khi mụ ta vừa chạm vào đó, giống như một luồng điện giật, mụ rụt tay lại. Thế nhưng bên tai mụ ta lại vang vọng một tiếng the thé chẳng rõ là nam hay nữ: "Đừng sợ, lão ta đang mệt. Lấy cái lọ kia ra đây, rồi đổ vào vé và lau lên." Lúc đó mụ ta nhớ đến cái lọ dung dịch mà thằng cu Đồng đưa cho mụ, rồi mụ nhanh chóng làm theo. Quả nhiên khi làm như vậy thì mụ ta không hề hấn gì. Thứ dung dịch đó như một phép màu kỳ diệu. Chỉ trong phút chốc, lá bùa đằng sau lưng gần chỗ bả vai của lão Lý đã bị xóa sạch. Tiếng nói kia lại cất lên: "Tốt lắm, không ngờ ông trời lại giúp ta đơn giản đến như thế." Lúc này lão Lý Hào bắt đầu mộng mị. Lão mơ thấy những cảnh giết chóc dã man của mình. Có cả cảnh lão và bố mình là ông Bùng dở thói bệnh hoạn, khi thấy một mình cô Tầm ở giữa cánh đồng nên ra tay cưỡng hiếp. Trong giấc mơ, lão Lý còn thấy cả hình ảnh của mình được tái hiện rõ mồn một khi ra tay hạ sát cô Tầm, rồi chặt ra từng mảnh thả trôi sông. Bất chợt trong giấc mơ, lão còn thấy thằng Đồng. Nó nhìn lão rồi ú a ú ớ. Nó giơ tay ra hiệu cái gì đó
giống như đang trách lão. Và khuôn mặt của nó bỗng dưng hóa thành một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhem nhuốc, toàn thân đầy máu tươi. Cái miệng thì ngoác ra, không có lưỡi. Đúng rồi, đó là người mà lão giết năm xưa khi anh ta đi theo quân phản loạn để chống Tây. Anh tên là Bổng. Đúng rồi, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy không thể nào nhầm lẫn được. Nghĩ đến đó, lão Lý rùng mình tự nhủ. Không lẽ mày là thằng giặc cỏ đầu thai làm con của tao? Người đó nhìn lão một lượt rồi cười nhạt. Mày bây giờ đã hết bùa để hộ thể rồi, mày sống chẳng còn được lâu nữa đâu. Mày xuống dưới kia sẽ gặp được nhiều người đã từng bị mày giết. Nhân quả báo ứng đến rồi, mày hiểu chưa? Người đàn ông đó vừa nói vừa dí sát vào mặt của lão Lý, khiến lão giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng trước mắt lão lúc này chỉ là một màn đêm đen đặc với sự tĩnh lặng đến lạ thường. Khi ấy lão mới lên tiếng gọi. Có ai ở đây không? Lấy cho tao cốc nước. Thế nhưng không có một ai trả lời. Bất giác từ đâu xuất hiện một đàn dơi bay thẳng vào người lão, khiến lão ngã dúi dụi. Đau quá, lão cố gắng quát lên. Có ai ở đây không? Đỡ tao dậy. Chúng mày muốn ông đánh tuốt xác có phải không hả? Tưởng rằng bằng cái giọng hống hách ấy sẽ có người đến để đỡ, thế nhưng vẫn không có một ai cả. Lão cố gắng bò dậy để đi ra ngoài. Không hiểu tại sao mọi thứ lại im lặng như vậy. Ra ngoài sân dưới ánh trăng mờ, lão nhận ra đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình, mà là nghĩa địa của làng Vũ Hạ, đầy rẫy những ngôi mộ. Sau đó, từ những ngôi mộ, hàng loạt quan hồn bắt đầu hiện ra. Đứa thì cụt đầu, đứa thì cụt tay cụt chân, rồi cầm gừ căm phẫn. Những cái bóng đó từ từ lướt về phía lão, giơ hai tay quờ quào về phía trước như muốn bóp cổ, khiến cho lão run sợ giật lùi lại rồi quay đầu chạy. Tuy nhiên vừa chạy được mấy bước, lão vô tình va phải thứ gì đó và ngã sóng xoài ngay cạnh mấy ngôi mộ. Lão ngước mắt lên nhìn thì thấy chính là thằng Cu Đồng. Bên cạnh nó còn có cả mụ Thùy, người vợ lão vừa mới cưới về hôm qua. Lúc đó lão chồm lên chỗ mụ Thùy rồi hốt hoảng kêu la. Mình ơi, mình cứu tôi với, mình ơi, nhiều ma quỷ nó bắt tôi lắm. Nhưng đáp lại chỉ là một cái hất tay vô tình của mụ. Mụ chỉ thẳng tay vào mặt lão, nói bằng cái giọng âm u căm phẫn. Mày là cường hào ác bá, mày giết dân lành, làm chó cho người Tây, nên bây giờ mày phải trả nghiệp. Mụ Thùy cười để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, khác hẳn với mụ Thùy mà lão biết. Ánh mắt của mụ ta đanh lại, vặn lên những tia giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Lúc này mồ hôi của lão Lý đã vã ra như tắm vì không biết bấu víu vào đâu. Lão đành bò lê lết lại chỗ thằng Đồng, ôm lấy chân của nó. Đồng ơi, thầy xin con, thầy biết con là ai rồi, nhưng mà con hãy nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của thầy. Thầy xin con, thầy van con đấy. Những câu nói đó, thằng Cu Đồng chỉ ngửa mặt lên trời cười thích thú, rồi nó quay xuống dí sát mặt mình vào lão Lý Hạo. Mày tận số rồi Lý Hạo à. Nói rồi trong một thoáng chốc, nó lấy trong người ra một con dao nhọn hoắt, giơ ra trước mặt của lão Lý. Hành động của thằng Đồng càng khiến cho lão hoảng loạn. Đừng, đừng giết thầy. Thầy xin con, con muốn gì thầy cũng chịu. Tha mạng cho thầy đi. Thầy là thầy của con mà Đồng ơi. Nhưng vừa dứt lời, thằng Đồng liền bóp miệng lão, để cái lưỡi thè ra, rồi phực một cái, máu phun ra tung tóe. Còn cái lưỡi kia thì rơi xuống đất, trông vô cùng man rợ. Lúc này lão Lý Hạo bỗng chốc biến thành người câm, toàn thân lão đầy máu, miệng ú a ú ớ, trông vô cùng thê thảm.
chưa dừng lại ở đó, thằng Đồng cầm con dao trên tay cứ thế chọc vào người lão liên tiếp, khiến cho lão ngã gục luôn xuống đất, mắt trợn ngược và tắt thở tại chỗ. Làm xong việc đó, thằng Đồng và mụ Thùy nhìn nhau cười khoái chí. Từng đàn quạ và chim lợn chẳng biết từ đâu kéo đến ván cả bầu trời, rồi xà xuống xác của lão Lý Hào mổ liên tục. Cho đến sáng hôm sau, ở cây đa đầu làng, người ta phát hiện ra xác của lão Lý Hào treo lủng lẳng trên đó. Người chi chít những vết thương, mắt trợn ngược, mồm há ra, tựa như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng. Nhìn thân xác của lão như thế thì người dân làng lại bàn tán xôn xao. Người ta đều nói ác giả ác báo. Cái kết cục chết như này đều do lão đã làm quá nhiều việc ác, trong đó phải kể đến là giết hại chính đồng bào của mình và làm chó săn cho bọn Tây. Thậm chí nhiều người trong số đó còn hả hê, nhất là bọn chuyên hầm hè tìm cơ hội hạ bệ lão, lấy cái chức lý trưởng. Chỉ có đám dân đen là khổ, vì nếu không có thằng Lý Hào này thì ắt hẳn sẽ có thằng Lý Hào khác lên ngôi. Còn đám tuần đinh trong chủ mình chết thì có thằng đi trình báo lên quan, mấy thằng còn lại đỡ xác lão xuống chờ người đến khám xét. Tuy nhiên chính quyền toàn một lũ quan tham lười nhác, nên chỉ khám qua loa rồi kết luận là lão Lý Hào giết quá nhiều người nên bây giờ bị bọn phản loạn nó giết lại. Còn bọn phản loạn thì thời đấy ở đâu mà chẳng có, biết ai mà tìm, nên cái xác được bàn giao nhanh chóng cho người nhà lão Lý để làm ma chay chôn cất. Mụ Thùy và thằng cu đồng nhận xác rồi cũng làm cho lão Lý Hào một cái đám ma sơ sài, chôn cất ở nghĩa địa đầu làng. Có lẽ người bàng hoàng nhất chính là mụ Thùy. Khi mụ chỉ mới cưới chồng được 2 ngày thì chồng đã chết và bắt đầu mụ mang tiếng sát phụ. Tuy nhiên chỉ có thằng Đồng mới biết rằng sự thật người đàn bà đó chỉ còn có cái xác, phần hồn bây giờ bị quỷ nó chiếm rồi, và bản thân thằng Đồng cũng là một con quỷ. Quán khí của nó đã đầu thai vào cái thai quỷ của bà Tư năm xưa, sau những lần ân ái với ông Bùng và lão Lý Hào. Sự thật thằng Đồng là con ai cũng là một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng chắc chắn nó đã mang dòng máu của quỷ. Sau cái chết của lão Lý Hào thì đám người ở đều đi hết, vì lời đồn về ngôi nhà ma quái với những cái chết bất đắc kỳ tử không ai biết nguyên nhân. Một ngôi nhà rộng với dãy nhà ngang nhà dọc có tường bao quanh trong phút chốc giống như bị hoang hóa, chỉ có mụ Thùy và thằng cu đồng sống ở trong đấy. Thế nhưng người ta cũng chỉ nhìn thấy trong đó ánh đèn hằng đêm, còn gần như không thấy hai người bọn họ ra ngoài bao giờ. Vậy nên lời đồn bí ẩn về ngôi nhà ma ngày càng nhiều, khiến cho biết bao người run sợ. Chỉ có bọn trộm cắp rỉ tai nhau nói rằng trong ngôi nhà đó còn nhiều của cải. Có thằng bạo gan làm liều vào trong đó để ăn trộm, nhưng chưa thấy ai trở về bao giờ. Chính vì thế ngôi nhà cứ lặng lẽ tồn tại, gần như không ai dám động vào nó. Kể cả chính quyền thời ấy muốn giải tỏa lắm, nhưng không một ai dám động vào, vì rất có thể phải trả bằng cả mạng sống của mình. Cho đến một ngày, lão thầy Ban năm xưa xuất hiện trước cổng, rồi nhìn vào căn nhà, thở dài mà nói: đúng là ý trời, muốn tránh cũng không tránh được, cuối cùng cũng phải về đây để trả nợ. Suốt những năm qua, lão ta đi ngao du sơn thủy, cũng tìm kế sinh nhai bằng nghề thầy pháp. Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì, tự dưng phép của lão không còn được linh nghiệm nữa, bị vong quỷ nó hiện hồn lên phá phách trả thù, vì lão sẵn sàng đánh đuổi và tiêu diệt cả những vong tốt để phục vụ mục đích duy nhất là kiếm tiền. Âu cũng là ác giả ác báo, hành nghề thầy pháp không có tâm mà thành. Còn vì sao lão quay về đây? Là do mấy hôm trước nằm mơ thấy có một người thanh niên đứng trước mặt lão, gọi về đây để trả nghiệp giết mẹ của anh ta. Và người thanh niên đó không ai khác, chính là thằng cu đồng. Khi lão còn đang mãi nghĩ thì cánh cổng đã mở ra. Đứng trước mặt lão là một thanh niên khôi ngô tuấn tú,
nét mặt có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn giữ được những nét của thằng cu đồng năm xưa. Bên cạnh nó là mụ Thùy đang ẵm một thằng bé con cười toe toét. Hình ảnh đó khiến cho người ta nhận ra nó giống như một gia đình hạnh phúc hơn là bất hạnh. Điều đặc biệt là thằng Đồng chỉ nói một câu ngắn gọn, mà lần này là nó nói thật chứ không còn câm như ngày trước. Tuy nhiên giọng của nó thè thé âm vang đến đáng sợ, khiến cho những người đi ngang qua đấy cũng phải sởn gai ốc rảo bước đi nhanh. Mày phải chết ở đất này. Hãy đi tìm chỗ chết đi. Nó nói xong rồi lặng lẽ đóng cửa và không quên quay ra nhìn mọi người đang đi đường, nở một nụ cười đầy ma quái. Còn lão thầy Ban dường như đã mất đi ý thức, cứ thấy lặng lẽ đi ra góc đa đầu làng, rồi lấy cái khăn trắng mà lão đã chuẩn bị sẵn để treo cổ tự tử. Cho đến sáng hôm sau, người dân nơi đây đã thấy cái xác của lão ta treo lủng lẳng, người thâm sì, đầu ngoẹo sang một bên, lưỡi thè dài. Từ đó, ngôi làng nhỏ bé trở lại với sự bình yên vốn có của nó. Ngôi nhà của lão Lý Hào thì vào một ngày đẹp trời, tự dưng đột ngột bốc cháy và biến thành tro bụi để về với hư không. Còn thằng Đồng và mụ Thùy đi đâu thì không một ai rõ. Có người nói bọn họ bỏ nhà ra đi trước khi trận hỏa hoạn diễn ra. Nhưng cũng có người nghi bọn họ đã phóng hỏa ngôi nhà và tự thiêu bản thân mình vì bọn họ là ma quỷ. Mà ma quỷ thì không thể sống mãi với con người được. Tuy nhiên tính xác thực của câu chuyện đó không một ai biết được, và nó được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Vợ Quỷ và Đứa Con Câm Nhà Lý Trưởng, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.